kính thưa đại chúng hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học về tích truyện pháp cú à, bài hôm nay đến bài số 13. bài này có tựa đề là bà sumana thực ra nói bà sumana thì nó cũng hơi hơi già vì cô này thì cũng còn trẻ chứ không phải già lắm thì bà sumana, sumana này là con gái của ông trưởng giả cấp cô độc mà nói đến trưởng giả cấp cô độc thì chúng ta ai cũng biết à, là một vị Phú gia cực kỳ giàu có ở à, đất nước Kosala được trị vì bởi vua Ba Tư Nặc. Và có thể nói là ông giàu ngang ngửa với vua Ba Tư Nặc, rất là giàu. Và cũng chính ông là người mà xuất tiền vàng ra, 58 triệu đồng tiền vàng để xây dựng, để mua đất và xây dựng cái tinh xá kỳ viên, kỳ hoàng. À, cái lượng tiền nó rất là lớn. Bây giờ tính ra nó phải là mấy trăm nghìn tỷ tiền Việt mình bây giờ Chứ không phải ít đâu Rất là lớn để xây dựng cái tinh xá này Thế và ông cấp cô độc này ấy, thì là Cả gia đình nhà ông là một gia đình Phật tử thuần thành Và vợ chồng, con cái, dâu rẻ Đều là những người biết tu học Phật Pháp Và rất là thuần thành Đó, rất là tín tâm Thế thì hôm nay đó, cái câu chuyện này nó nói về Một người con gái của ông ấy tên của ấy là Sumana. Đã. Bây giờ thầy mời đại chúng cùng vào nội dung câu chuyện nha. Pháp cú này Đức đạo sư nói lúc ở tại kỳ viên tinh xá liên quan đến bà Sumana. Thì chúng ta biết ý, ở tại thành xá vệ nước Kosala thì cạnh đó là có hai cái tinh xá lớn mà người ta xây dựng cúng dường cho Đức Phật và tăng đoàn. Cái tinh xá lớn nhất đấy đó là tinh xá Kỳ Viên do ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Nhờ, hai người này phát tâm hiến cúng xây dựng để cúng dường Đức Phật và tăng đoàn. Và cái tinh xá thứ hai gọi là cái tinh xá Đông Viên Lộc Mẫu do bà nữ thí chủ gọi đại thí chủ ở phía bên nữ là bà Visakha bà xây dựng để cúng dường Đức Phật và Tăng Đoàn. Mà cái câu chuyện của cái tinh xá Đông Viên Lộc Mẫu này chính là do bà Vizha Kha bà bán cái áo của bà ấy. Cái áo khi mà bà đến bà thăm viếng Đức Phật rồi bà để quên. Lúc về đến người hầu người ta để quên chứ không phải bán để quên. Để quên cái áo ở tinh xá. Thế và Ngài An An thì thấy cái thí chủ để quên thì Ngài An An mang vào cất đi để rồi trả lại cho người ta. Thế nhưng bà phát nguyện là ai mà đã chạm một cái áo đấy rồi là áo không phải của bà nữa. Đấy, thế thì lúc mà cho người hầu quay trở lại thì người hầu biết là Ngài A-nan đã cầm một cái áo rồi. Thì nói là bà con là không nhận cái áo này nữa. Áo đấy là thuộc về, đã coi như cúng dường cho cho Chư Tăng rồi, ừ, cho Phật Chư Tăng rồi. Đó, thế thì thì an an bạch lên phật thì đức phật bảo bây giờ cái đó thì cũng không có dùng nào thì để bây giờ nói bà với xe ra bà xem bà xử lý thế nào thì bà mới đem cái áo ra bà xin lại cái bà đưa đem bán mà tất cả kinh thành xã vệ không một ai đủ tiền để mua cái áo đó nó khủng khiếp đến như vậy không? toàn là kim cương là vàng ngọc rất là nhiều Đấy. và về sau thì chính bà phải xuất tiền của bà ra mua lại cái áo của bà <laughs> và cái số tiền đấy đủ để xây cái tinh xá đông viên lộc mẫu này lại chúng thấy khủng khiếp nó nhiều tiền như vậy. Là chắc là chắc là không có ai trên thế giới này mà có cái áo mà đắt tiền như của bà ấy. À, khủng khiếp. Đấy thì ở đây á hai cái tinh xá này thì câu chuyện này á là nó liên quan à, Đức Phật nói khi mà ngài đang ở tinh xá Kỳ Viên à tinh xá Kỳ Viên và mỗi một ngày thì có đến hai nghìn tỳ kheo thọ thực tại nhà của trưởng giả cấp cô độc ở xá vệ và hai nghìn vị tỳ kheo thọ thực tại nhà bà đại thí chủ tỳ xá khư à, visakha đã thì chúng ta thấy hai vị đại thí chủ này ông cấp cô độc bà và bà visakha hàng ngày đều cúng dường ít nhất là hai nghìn vị tỳ kheo Mỗi nhà Như vậy hai nhà này cũng dường khoảng 4.000 vị tỷ kheo. Đại chúng thấy có cái, cái khủng khiếp Ngày nào cũng đều đặn 2.000 tỷ khéo Ít nhất là 2.000 Thôi bây giờ cứ đính thì mỗi thầy Cũng đến một bữa khoảng 50.000 50 đồng, 50.000 Việt Nam đấy. À, Thế mà 2.000 thầy Thì cũng là mất 100 triệu rồi. Đúng không? Đó, đó, Ngày nào cũng thế là một tháng là phải mất 3 tỷ Chứ phải ít đấy là, là, là ít nhất thế còn có thể có những ngày đông hơn nhiều hơn thế chúng ta mới thấy là cái sự cúng dường của hai vị này hết sức là lớn ngoài việc xây tinh xá để để cho đức phật và chư tăng chú ngụ à, tu tập rồi hoàng dương phật pháp thì hai vị đại thí chủ này còn hàng ngày cúng dường đến tỷ kheo đi khất thực và không những thế như ông cấp cô độc ấy, Thì hàng ngày ông lại còn bố thí cho hàng ngàn người Ăn mày ăn xin Đó khổ nữa Chính vì thế ông mới được cái danh hiệu là Cấp cô độc mà Nghe không? Chu cấp cho những người cô độc Đấy Là, là hàng ngày ông ấy Ông chu cấp Thế danh hiệu của ông như vậy đấy thì chúng ta thấy ngày xưa những người đã tín tâm với Phật với tăng đoàn người ta người ta hằng sản Nghe không? À, không có tiếc đó ông có tiếc đấy. ông cấp cô độc ông xây cái tinh xá kỳ hoàn ông, ông xuất hết kho vàng của ông ra để ông xây dựng ừ, chứ không phải là chuyện thường đâu cái tâm người ta lớn như vậy đấy rất lớn và tại xá vệ ai muốn cúng dường trước hết đều tìm đến hai vị thiện tín này tức là ai muốn cúng dường đến đức phật chúng tăng thì họ thường hay tìm đến một là ông cấp cô độc hai là bà tỳ xá khư bà vi Yeah. đấy bạn có thắc mắc lý do gì không? Giá như có ai hỏi bạn liệu ông cấp cô độc và bà tỳ xá khư cúng dường có được nhiều bằng bạn không? và nếu bạn trả lời không bằng thì bạn có thể để ra một trăm ngàn đồng tiền để lo cúng dường và mặc dầu như vậy đi thì các tỳ kheo cũng không hoan hỉ sẽ thầm thì rằng cúng dường kiểu gì vậy? ở đây ấy, trong cái bài trong cái văn của cái câu chuyện này có nói rằng ai ấy, cho nên trong cái cái, cái kinh thành xá vệ khi mà ai cúng dường muốn cúng dường đến đức phật và chúng tăng thì thường tìm đến hai vị đại thí chủ này để hỏi cách rồi nhờ họ giúp đỡ thế còn nếu mà ai mà bảo các ông ấy chắc gì hai ông bà này chắc gì cúng dường đã nhiều bằng tôi à, thì mình cứ bỏ ra cả trăm nghìn đồng tiền đi mà cúng à, trăm nghìn đồng tiền mà cúng đi nhưng mà cúng như thế nhưng mà chưa tăng cũng chưa hoan hỷ tại vì sao là vì không biết cách cúng và hoặc là nó chưa có mình làm nó chưa có nó chú, đáo. Chưa chú đáo chưa chú đáo chưa chú đáo chưa chưa gọi là hết lòng đấy đó. đấy cho nên là trong cái văn đấy mới nói như vậy và thế thì có những cái người mà họ cúng dường mà họ rất tận tâm chú đáo vào tỉ mỉ đó cúng dường rất là đặc biệt chứ không phải là mình chỉ cậy mình có tiền là mình cúng dường được đâu. À, cái sự cúng dường mà nó trọn vẹn toàn tâm toàn ý thanh tịnh hoan hỷ là khó chứ không phải dễ. Nhưng hai cái vị thiện tín này, cấp Cô Độc và Visakha này, họ đúng là đã nhiều kiếp hành thiện nhiều kiếp bố thí cúng dường nhiều kiếp thân cận chư Phật và các vị vị thánh tăng rồi cho nên ấy, cái kiếp này cũng thấy họ rất thuần thục trong cái pháp cúng dường này hoan hỷ và làm với cách tận tâm chu đáo nghe không tận tâm chu đáo sự thật là cả hai vị thí chủ trên đều biết tường tận khẩu vị của chư tăng và biết chính xác việc gì cần phải làm đó. Vì vậy, tất cả những ai muốn cúng dường đều mời đến hai vị này cùng đi. Và nếu thỉnh chư Tăng về nhà riêng, thì các thí chủ chẳng thể tự mình lo chu đáo được bằng họ. Đấy. Thế cho nên là gọi là rất uy tín và trong việc cúng dường. Hai vị này cực kỳ có uy tín. Ừ. Và hai vị này cúng dường ấy không những là lo ẩm thực đến chư Tăng, đến Đức Phật và chư Tăng, nhưng mà hai vị còn rành rẽ, yeah, biết được cái khẩu vị của chư tăng có khi là từng chư tăng luôn ý nhờ chưa hồi không biết được thầy này ăn món này là phù hợp với sức khỏe hay thầy này đang phải kiêng món này à thì đại chúng biết rồi chư tăng thì cũng như chúng ta thôi à, nhà, dù là phàm thánh thì cũng phải ăn Đấy, rồi, rồi có những cái thức ăn nó không phù hợp với cái thể tạng ví dụ người này họ không ăn được cay được nóng thì cho bớt cay nóng đi người này họ không ăn được mặn người này không ăn được ngọt nhiều ví dụ thế nào. đấy cho nên đại chúng nhớ là cái thức ăn đó, nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta mà ảnh hưởng đến sức khỏe là nó cũng ảnh hưởng đến việc tu tập ví dụ mà người mà ngồi thiền mà ăn nhiều đồ cay nóng thì ngồi thiền nó sẽ bứt rứt thân thể nó bứt rứt và khiến cho tâm nó cũng bứt rứt nó khó ăn nghe không? hay mình ăn nhiều cái đồ sống xít ăn rau sống rau xiết nhiều quá ngồi thiền là tâm nó bị hôn trầm nghe không? Đó. Đấy, ăn được những cái thức ăn nó nó phù hợp với thể tạng sức khỏe của mình đấy, ăn nhiều đồ rán quá chẳng hạn chiên rán nó khó tiêu là ngồi thiền bụng nó ấm ách là cũng rất là khó an định đó thế nên đúng là chư tăng á, ăn thức ăn mà nó đơn giản á, thì nó dễ tiêu mà cho nên chúng ta trước đã học một cái bài kinh mà có bà cư sĩ đấy bà hộ độ cho chư tăng đấy, vào thế mà rồi chưa tăng đến thì bà hộ độ lúc đầu bà cũng không biết hộ độ Đã, thì, thì chưa tăng ở đó tu mãi mà không thấy các ngài chứng quả mà trong khi thì chưa tăng lại dạy pháp cho bà bà về bà tu bà lại chứng quả khi bà chứng quả rồi bà mới bà mới soi lại thì thấy thấy các thầy của mình chưa ai chứng xong rồi bà mới biết nguyên nhân tìm hiểu ra nguyên nhân hóa ra là do mình cúng dường đồ ăn thức uống nó chưa phù hợp nghe không? Đó, thế về sau bà mới biết cách bà thay đổi tất cả mọi cái. Thế là sau cái kỳ an cư đấy là các thầy chứng quả hết. <laughs> đấy là cũng đặc biệt đấy. Đó. Thế thì ở đây khác. À, hai cái vị thiền tín này họ rất là hiểu khi họ hộ độ chư tăng. Cho nên chư tăng rất là hoan hỷ khi mà họ 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 là đứng ra làm cái người trai chủ, thí chủ cúng dường đến chư tăng. Vì vậy mà cho nên á, nhân dân trong thành xá vệ khi ai phát tâm muốn cúng dường đến đức phật và chúng tăng thì thường tìm đến hai vị đại thí chủ này nhờ họ tổ chức dùm nhờ họ à, thiết kế dùm cái chương trình cái lễ cúng dường nghe không đó gặp những trường hợp như thế này gặp những cái trường hợp mà mà người ta không biết lo cho chư tăng người ta biết có cúng dường nhưng mà người ta không biết lo thì Gặp những trường hợp như thế này, bà tỳ xá khư đâm ra lo lắng, không biết ai có thể sẽ thay thế bà hộ độ cho chư Tăng. Bà cũng lo. Bây giờ nếu mà mình mai mốt mà mình không còn nữa, thì ai sẽ thay mình đây? Phải có người thay thế, tiếp nối chứ. Bà liền nghĩ tới đứa cháu nội và chỉ định cô ta thay thế cho bà. Nghe không? Phải tập dần cho đứa cháu nội này. Từ đó, cháu gái của bà Tỳ Xá Khư hộ độ cho Chư Tăng tại nhà của bà, tại cái, cái, cái đông viên Lộc Mẫu đấy, nghe không? Đó, đấy, cái, 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 tinh xá đông viên Lộc Mẫu là cô cháu gái của bà Tỳ Xá Khư. Còn ông cấp cô độc thì chỉ định cô con gái lớn tên là Maha Subadda. Cô này đứng ra chăm sóc chúng tăng như lệ thường cô rất chịu khó lắng nghe pháp tu tập và sau đó chứng quả dự lưu rồi cô ta kết hôn và đến sống với gia đình nhà chồng đấy là cô con gái lớn của ông cấp cô độc tên là Subadda. thì ông cũng phải chỉ định cô này thôi bây giờ con phải tập đứng ra lo lắng cho cho cha đi chứ mai mốt cha già yếu cha chết thì ai lo chứ tăng phải cho cô tập thế và cô này thì nhận trách nhiệm của cha mà cô làm rất là tốt rất chu đáo nha, thế mà cô lại vừa lo lắng hộ độ chư tăng nhưng mà lại học pháp chăm chỉ rồi tu tập, thế và cô còn chứng sơ quả luôn, nha, quả dữ lưu. thế nhưng sau đó thì lớn lên cô phải lấy chồng, Nên lấy chồng thì lại về nhà chồng mất, Nghe không? đó. ông cấp cô độc lại chỉ định cô em gái tiếp theo, à, cô em, nhờ, tiếp theo là Kula Subada để hộ độ cho chư tăng và cũng như cô chị. Cô này cũng tu tập chứng quả dự lưu Và sau đó lấy chồng Rồi đến sống bên nhà chồng Thế là cô con gái thứ hai Đứng ra hộ độ chư tăng rồi đến tuổi Cập kê lên à, Lấy chồng rồi cũng lại về mất nhà chồng <laughs> thì Gái lớn ai không phải lấy chồng mà. Thói thường nó thế Thế cho nên là hai cô con gái Đi lấy chồng hết Đó Đó Thế gì thì ở đây ấy, thì chúng ta thấy là à, Phải nói rằng Gia đình ông cấp cô độc này Cũng là gia đình rất đặc biệt Như lúc nãy thầy nói Là một gia đình Phật tử thuần thành vâng. Vợ chồng của ông, các con của ông à, Dâu, rẻ, dai, gái Đều tu tập Phật Pháp Rất thuần thành Đấy. Và chứng quả có luôn Đấy. Ở đây hai vị này là chứng sơ quả Hai con gái chứng sơ quả sơ quả là gì là trừ được thân kiến rồi trừ được hoài nghi và trừ được giới cấm thủ rồi nghe không? và đối họ là lòng tin tam bảo bất thối chuyển và họ có chính kiến đầy đủ không có tà kiến nữa lòng tin bất thối chuyển và họ gọi là bố thí là với bàn tay rộng mở và họ nghe pháp mà không bao giờ nhàm chán đấy, đấy là những cái đặc tính của một vị thánh chứng sơ quả tuy nhiên ý, chứng sơ quả thì chưa phải là đã đoạn trừ hết tất cả dục sân si nghe không để chúng ta biết là mười cái kiết sử này mười kiết sử nó sai sử chúng ta và khiến chúng ta luân hồi đó là gì đó là thân kiến đó là hoài nghi đó là giới cấm thủ ba cái này là cái nếu mà đoạn được là chúng ta chứng sơ quả và thế rồi cái gì nữa rồi cái dục ái cái sân hận sắc ái vô sắc ái thế rồi gì nữa rồi kiêu mạng trạo cử và và si gọi là si vi tế đấy trong à, trong pháp gọi là si vi tế đấy là 10 cái kiết sử căn bản đấy, hoặc mình gọi là tham sân si mạng nghi ác kiến đó là những cái kiết sử căn bản khiến cho chúng ta đi luân hồi sinh tử đó đi luân hồi sinh tử thế thì quả tu đà hoàn là cái quả mà đã đoạn được ba cái kiết sử là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ giới cấm thủ thì hai người con gái này của ông cấp cô độc đã đoạn trừ được cái này chứng sơ quả tu đà hoàn rồi đấy là cái điều rất là đặc biệt và đức phật cũng dạy như thế này để mà trừ các cái kiết sử này ấy, thì nó phải một cái người người hành giả phải thành tựu được thực hành bốn cái điều này thì mới có cái cơ duyên để trừ diệt các kiết sử này. Cái điều thứ nhất ý, là phải biết thân cận các bậc chân nhân. Nghe không? Nhớ nhé! Để mà có thể trừ diệt được bốn cái kiết sử này, không phải là cái duyên thường đâu, thưa đại chúng. Cái duyên thứ nhất, ý, Đức Phật dạy là phải thân cận các bậc chân nhân. Chân nhân tức là những cái người người ta phải có tránh kiến đầy đủ và mà người ta phải có giới đức thật sự. Thế không phải chuyện thường đâu chúng ta không có duyên gặp gỡ những người này khó mà thành tựu được cái thứ hai là người này phải biết lắng nghe diệu pháp chăm chỉ học pháp hai cô con gái của ông cấp cô độc này rất chăm chỉ học pháp yeah. còn cái duyên mà họ thân cận chân nhân đó, họ được gần phật gần các bậc thánh tăng đấy cái thứ ba là gì họ biết như lý tác ý như lý tác ý biết là như lý tác ý nghĩa là gì suy nghĩ tư duy đúng pháp và đúng chính kiến, chính tư duy đấy mình gọi là chính tư duy, không có suy nghĩ tà tư duy và gọi là như lý tác ý, như lý tức là như đạo, như chân lý mà suy nghĩ, mà chân lý là gì? là chính pháp đúng như lời Phật dạy mà tư duy gọi là như lý tác ý. À, người mà biết như lý tác ý, hình như cái âm thanh hơi bị vang đấy các bạn. Người mà biết như lý tác ý thì họ họ ít khi họ bị xa đà vào những cái chuyện mà về đọa lạc, những cái chuyện về 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 về, về, về kiết sử liên liên quan đến những các cái cái kiết sử cái cái lậu hoặc họ ít khi họ bị vào cái đó vì đúng lý họ tư duy thì họ sẽ tư duy được ly dục phải không? ly sân và ly si Đã. tức là tư duy đúng thì tư duy đúng thì trí tuệ nó càng ngày càng khai mở càng sáng thế còn mình không biết mình ngồi một lúc ấy là nghĩ ra toàn chuyện tâm bậy tâm bạ thôi Đó đầu óc càng ngày càng tối tăm <laughs> suy nghĩ tâm bậy tâm bạ thì đầu óc nó càng ngày nó càng tối tăm chứ nó có sáng ra được đâu lại chúng hiểu không? suy nghĩ về những chuyện ăn chơi chát tán chuyện ái dục vân vân thì đầu óc nó càng ngày nó càng tối đi nó xả sáng ra được đấy gọi là người không biết như lý tác ý rồi gì nữa cái điều thứ tư là người đó phải thực hành pháp và biết tùy pháp đấy cái người đó phải biết thực hành pháp và biết tùy pháp tức là y theo pháp mà thực hành và với sống biết tùy thuận theo pháp tức là hoàn toàn niệm pháp nhớ pháp thực hành pháp đấy đấy chúng ta thấy bốn cái điều rất quan trọng để một người có thể thành tựu được cái sơ quả này đó là gì thân cận bậc chân nhân rồi lắng nghe diệu pháp biết như lý tác ý và sống thuận pháp tùy pháp thực hành pháp đấy không phải đơn giản đâu thưa chúng thế chúng ta mới kiểm xem nếu mình có đủ cái duyên này mình phải tiến mà phải gắng có đủ duyên rồi là ta phải cố gắng Đó thế rồi đây cũng để chi tiết thì đức phật mới dạy về cái này này các tỳ kheo giao thiệp với các bậc chân nhân ta được viên mãn à, thì làm viên mãn nghe diệu pháp Khi chúng ta được gần gũi những bậc chân nhân những bậc thiện hữu trí thức thì ta làm sao ta được làm viên mãn cái diệu pháp mà nghe diệu pháp được viên mãn thì làm viên mãn lòng tin lòng tin được viên mãn thì viên mãn như lý tác ý mà như lý tác ý được viên mãn thì làm viên mãn niệm và tỉnh giác niệm mà tỉnh giác được viên mãn thì làm viên mãn các căn được chế ngự, các căn được chế ngự thì viên mãn thì làm viên mãn ba thiện hành, ba thiện hành là thân khẩu ý hành đều trở nên thiện. Ba thiện hành viên mãn thì làm viên mãn bốn niệm xứ. Khi thân khẩu ý đều thiện thì bốn niệm xứ nó sẽ được viên mãn. Bốn niệm xứ viên mãn thì sẽ làm viên mãn bảy giác chi và bảy giác chi viên mãn thì làm viên mãn minh giải thoát đó các bạn thấy tức là nó rất là là một cái lộ trình của tâm nào nó như vậy đấy mà xuất phát điểm từ đầu là thân cận với bậc chân nhân bậc thiện hữu tri thức cho nên cái duyên gần gũi thiện hữu tri thức nó rất là quan trọng thưa với đại chúng và thần gần gũi tại sao mà mà đức phật dạy phải các tổ cũng dạy đấy phải thành cho ta là là bằng hữu thành cho ta là những người bạn hữu của ta là những người thiện hữu tri thức của ta chúng ta gần gũi với người xấu người ác chúng ta sa đọa rất là nhanh nó sa đọa rất nhanh nó sinh tà kiến rất là nhanh à, còn gần gũi thiện hữu tri thức thì người ta trừ đi cái tà kiến cho mình và giúp cho mình suy nghĩ trở nên đúng đắn và ngay chính và làm cho con người mình nó trở nên chính đáng tốt đẹp đấy cho nên ở đây cái duyên từ thiện hữu trí thức nó quý như vậy đấy rồi đức phật này còn dạy thế này nữa thế nào là làm bạn với thiện à. ở đây thiện nam tử sống tại làng hay thị trấn tại đấy có gia chủ hay con của người gia chủ những trẻ được nuôi lớn trong giới đức hay những người lớn tuổi được lớn lên trong giới đức đầy đủ lòng tin đầy đủ giới đức đầy đủ bố thí đầy đủ trí tuệ vì ấy làm quen nói chuyện thảo luận với những người đầy đủ lòng tin vì ấy học tập với đầy đủ lòng tin với những người đầy đủ giới đức vì ấy học tập với đầy đủ giới đức với những người đầy đủ bố thí vì ấy học tập với đầy đủ bố thí với những người đầy đủ trí tuệ vì ấy học tập với đầy đủ trí tuệ đây gọi là làm bạn với thiện Nghe? đấy cái từ làm bạn với thiện đấy đại chúng chúng ta cũng nên nhớ nên học thuộc mình phải làm bạn với thiện Yeah. với cái thiện với điều thiện còn chúng ta hay làm bạn với ác lắm yeah. kết bạn với ác kết bạn với ác rất dễ vào bạn xấu không rủ cũng tới <laughs> còn bạn thiện chúng ta phải đi tìm đấy yeah. phải chọn đấy không phải dễ có đâu yeah. đấy. trong đạo tràng chúng ta và cơ bản là bạn thiện đấy vì cùng một trí hướng cùng một cái cái sự học tập tu tập đấy. thế cho nên chúng ta phải chọn thiện làm bạn với thiện yêu quý thiện làm bạn với thiện từ nay trước đây không biết gì toàn làm bạn với ác thôi và nhiều khi lại thấy ác là hay học hạ theo cái ác tập tành theo cái ác cho cái ác ấy là hay vào đấy thầy nói ngày xưa ở quê thầy có cái, cái bà này còn đi học chửi nhau đó. Thấy cái bà kia chửi giỏi Bà chửi hay quá Thế là về cũng đi học chửi Nghe à? Đấy thì chủ đại chúng thấy Đấy có biết làm bạn với thiện đâu Nghe à? Thấy người ta xấu mà cái xấu mà được người khác khen Thế là mình cũng bắt chiếc Mình học Nghe à? đó Thế cho nên là nó rất nguy hiểm Khi chúng ta không biết Không hiểu biết Không biết đạo lý Thì chúng ta rất dễ là làm bạn với cái ác Và Cho rằng cái điều ác là tốt Và đặc biệt cái thời mạt Pháp này này cái ác nó đang lên ngôi Chúng ta rất dễ học theo cái ác Và những người ác họ, họ nhiều khi lại có những cái địa vị nhất định Và chúng ta nghĩ rằng ác mới được như thế Và chúng ta làm theo họ Học theo họ Đấy là cái rất nguy hiểm thưa đại chúng Và chúng ta biết rồi Ai hành ác dẫu rằng trong đời này Họ làm ác họ có được một cái vị trí nào đó Hoặc họ có được sự thọ hưởng nào đó tốt đẹp đi Nhưng rồi quả ác vẫn đợi chờ họ chắc chắn sự đọa lạc không thể tránh khỏi đối với họ khi bỏ cái thân này tựa đại chúng đấy là sự thật thôi Nghe không? giống như các ác ma đấy họ đến họ ác hại chúng tăng họ thế này thế khác nhưng rồi cuối cùng họ cũng phải đọa vào lúc họ đang còn thế đang còn lực gọi đang còn cái phước ấy, thì họ chưa đọa nhưng khi cái phước đó hết rồi cái tội kia họ phải trả không thể tránh khỏi đấy Thế cho nên Đức Phật mới dạy là gì? Nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Nào, để trong kinh pháp cú Đức Phật dạy Cái này chúng ta học bài này rồi, Nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu nghe không chớ thân với bạn ác chớ thân kẻ tiểu nhân hãy thân cận bạn lành hãy thân bậc thượng nhân đấy là những điều mà phật căn dặn chúng ta dạy chúng ta những cái bài này rất là đặc rất là quý để chúng ta sống trên đời vào vào chớ thân cận với bạn ác chớ thân với kẻ tiểu nhân vào hãy thân cận bạn lành vào hãy thân bậc thượng nhân có duyên với những người bạn lành có duyên với những bậc thiện hữu tri thức chúng ta kiên quyết không bao giờ bỏ không bao giờ rời phải nhớ như vậy đấy thế vì cái duyên đó không không phải dễ đâu để gặp đâu lại chúng nhớ duyên có những cái trong đời này chỉ có một lần mà thôi mất rồi là mất mãi không phải dễ có cho nên chúng ta có được cái thiện duyên rồi có được thắng duyên rồi thì chúng ta phải kháng khít và giữ gìn vào phải tận dụng cái cơ hội cái duyên tốt để mà chúng ta tiến tu nghe không? chúng ta tiến tu đó rồi thế thì <laughs> hai cô chị đi lấy chồng rồi thì bây giờ ông cấp cô đọc tính sao thôi còn cô con gái út phải giao tiếp cho nó cuối cùng thì ông chỉ định cô con út Tên là Sumana Cô này Hộ độ chưa tăng Và rồi tu tập cô ấy cũng trứng quả Tư đà hàm Đây, Quả tư đà hàm là cao hơn Hai quả trước Nghe không? Chứng Cao hơn cả hai cô chị Nhưng cô vẫn sống độc thân Đó Không lấy chồng Chẳng phải vì không gặp được một người chồng Mà cô như vậy Cô thấy rõ sự khổ của luyến ái Nên đã sống như vậy và đến một ngày cô quyết định sẽ bỏ báo thân. Và vì trước khi bỏ thân, cô muốn gặp cha, nên cô cho người mời ông đến, mời ông cấp cô độc đến. Nghe không? Cô này là cô con gái thứ ba, rất là được coi như là cha yêu quý và chiều. À, gái út mà, giàu con út, khó con út, nghe không? chiều nhất. Thế chắc cô này cũng lại thùy mị nết na nhất. Nghe không? Đặc biệt, Đấy, và cô là hộ độ chư tăng cũng rất tốt mà cô tu tinh tấn có lại chứng được quả tư đàm cao hơn cả hai cô chị. thế nhưng cô ta không lấy chồng, nhầm. và và cũng không phải vì không lấy chồng mà cô ấy, hay là không tìm được chồng đâu, không kén được chồng đâu. chắc chắn là con nhà ông cấp cô độc thì ở đây thầy nói thật có xấu mấy cũng kiếm được chồng, đúng không? <laughs> đúng không? ông giàu như thế mà gọi là hở ra là có người đến hỏi rồi cành vàng lá ngọc mà đúng không? cho nên làm gì có chuyện cô bị ế bao giờ và hơn nữa cô lại một cái người mà tài giỏi như thế cũng một chuyện bình thường cho nên cố không bao giờ ở cái duyên mà phải bị ế chồng đâu đấy mà đây là do cô không muốn lấy chồng thôi cô thấy được cái, cái khổ của ái luyến cho nên là cô ở vậy ở độc thân vậy nhưng mà đến một ngày cô biết là chắc là cái duyên cô cũng mãn rồi cho nên cô quyết định bỏ báo thân và trước khi bỏ báo thân thì cô báo tin Nhắn tin cho cha đến muốn gặp cha. Đó, gặp cha. Ông cấp cô độc đang ở trong phòng ăn. Khi nhận được lời nhắn tin của con gái, ông liền đi đến ngay và hỏi. Chuyện gì vậy con gái cưng Sumana? Nghe không? Chuyện gì vậy con gái cưng Sumana? Rất là yêu cô con gái. Hai cô chị đi lấy chồng rồi, giờ ở nhà còn mỗi cô con út này thôi. À thực sự ai ở duyên con gái con út ấy, mà lại con gái thì cha mẹ thương lắm cưng dữ lắm đấy đấy chúng ta xem hình có rất là rất là xinh đẹp phải không thế thì sumana mới nói với cha thế này không có gì đâu người em nhỏ chỉ là tôi muốn gặp em nhỏ trước lúc sắp đi xa thôi đó gầy gò thế chứ không có gì đâu người em nhỏ chỉ là tôi muốn gặp em nhỏ trước lúc sắp đi xa thôi đó Thế thì ông cấp cô độc rất ngạc nhiên. Ông mới nói, con nói cái gì thật lộn xộn? Hôm nay con làm sao thế, Sumana? Nghe không? Thì Sumana mới nói, này em nhỏ, tôi không nói lộn xộn đâu. Thế chứ này. <laughs> cấp cô độc mới sao? Con lo sợ điều gì mà khiến con nói lẫn lộn như vậy hả con gái cưng à, Thì ông nghĩ hay là Con gái ông đang lo lắng điều gì quá Mà khiến cho tâm trí nó dối lên nó Nói lẫn lộn như vậy Thì Sumana mới nói thế này Tôi không lo sợ gì cả đâu Người em nhỏ à Thôi chào người em nhỏ tôi đi nhé Thế chứ Và dứt lời cô không nói thêm gì nữa Ngay lập tức bỏ thân Tức là chết đấy ngay lập tức là đi chúng ta thấy <laughs> câu chuyện cũng rất là đặc biệt không? thực ra thì mình cũng chưa hiểu cái chuyện gì đấy. <laughs> đấy. đấy thế thì chúng ta biết là chắc chắn là ông cấp cô độc ông cũng ngạc nhiên như chúng ta vậy đấy Nghe không? không hiểu sao cô con gái mình hôm nay giờ chứng mà, mà lại nói thế này Nghe không? À, tự nhiên lại gọi mình là em nhỏ hay có vấn đề gì đấy Đấy và cho nên ông ấy nghĩ chắc là, là là chắc là con cái mình nó bị làm sao đấy tâm thần rối loạn làm sao đấy cho nên mới nói mình thế nè thế. thế thì ở đây thì tôi đại chúng thực sự thì chúng ta người học đạo tu đạo biết là những cái người khi người ta chứng đạo đạt đạo nó thực sự nó có rất nhiều cái đặc biệt và tự tại nè nhân đây thầy kể cho đại chúng nghe câu chuyện về gia đình của một cái ông cư sĩ gọi là cư sĩ bảng long huấn rất nổi tiếng trong phật giáo nhất là phật giáo trung quốc vâng thì ông cư sĩ bàng long Quận này ông cũng là một cái một cái thương gia rất giàu có vâng đời nhà đường đấy thì hai vợ chồng ông ấy cũng có hai người con một trai một gái à người con gái tên là linh chiếu vâng và người con trai tên là người con trai của ông ấy thì đây tên của con trai là bàng đại À, con gái là Linh Chiếu Cho nên các cái thiền viện của Hòa Thượng Trúc Lâm Có một cái thiền viện tên là thiền viện Linh Chiếu Dành cho bên Ni Bên Ni là thiền viện Linh Chiếu Là lấy tên của cô con gái của ông Bàng Long Ẩn này Đấy. Thế gia đình nhà ông này thì rất là chăm tu Phật Pháp Ông rất là giàu có Một thương gia giàu có Thế nhưng mà khi ông học đạo, ông ngộ đạo ấy, Đại chúng biết không? Đây Ông ngộ đạo thì ông lại đem hết tất cả tài sản của ông ấy vàng bạc châu báu rất nhiều cũng đem ra sông cũng đổ hết đem ra biển đó, đổ đi Để thế thì có những người mới, mới, mới hỏi là tại sao ông này ông lại lãng phí như vậy vào ông lãng phí như vậy đó thế thì thì ông mới nói là sao này, ông nói này tôi đã bị hại nhiều rồi vào. chẳng lẽ lại còn đem hại người khác sao ấy là xả vậy tức là khi mà thấy ông đem vàng bạc của báu của ông đem ra biển ông đổ đi ra sông biển ông đổ đi thì nhiều người cũng tiếc ông đổ đi thế thì mọi người hỏi thế tại sao ông ông lại không đem cho người nghèo thì ông nói là tôi đã bị hại nhiều rồi chẳng lẽ lại còn đem cái hại này cho người khác nữa hay sao ấy là xả vậy thế đây cũng là một ý thưa đại chúng à. con người ta ở trên đời vì tham của tham tiền mà khổ đau tức là ông ấy tất nhiên ông cũng biết cái việc làm từ thiện chứ nhưng ông muốn dạy cho người đời biết rằng tiền của nó không phải là cái chính yếu làm nên hạnh phúc của con người mà nhiều khi vì nó chúng ta rất khổ đau Wow, chúng ta ác hại nhau, giết nhau wow. Anh em ly tán, vợ chồng cũng sinh chuyện Chia đôi, chia Đấy chúng ta đã nghe cái câu nói rất nổi tiếng Tiền nhiều để làm gì rồi đấy Của một doanh nhân rất nổi tiếng đấy. Tiền bạc nhiều khi mất hết cả tình nghĩa vợ chồng Cha con cũng mất vì tiền, vì bạc, vì của Anh em cũng mất luôn Đấy thưa đại chúng Cho nên thực sự Cái việc làm của ông Bàng Long Quản này Nó không phải vô nghĩa đâu À, ông bảo cho nên tôi đã bị hại rất nhiều rồi trong nhiều kiếp tôi cũng bị vì tiền của này mà mà khổ đau mà đã lạc rồi cho nên tôi không muốn đem cái hại này tới cho người khác nữa đem đổ đi đến đại chúng đấy đấy là cái đặc biệt và sau đó thì vợ chồng ở nhà chỉ là đang rổ đang giá rồi đi bán sống đơn giản thôi sống một cuộc sống mặc dù ông là rất giàu có là một thương gia giàu có khi ông liễu đạo ông ngộ đạo ông sống như vậy đó cả gia đình rất là đơn giản làm, làm đơn giản làm ruộng thôi sống đơn giản vậy đấy không xem nặng về vật chất của cải nữa thì chúng ta biết vật chất của cải quả thật nó làm chúng ta khổ rất nhiều và bây giờ nhất là thời đại xã hội bây giờ lại lấy tiền của ra làm thước đo giá trị con người rất là nguy hiểm thưa với đại chúng và, và tuổi trẻ bây giờ thì quá đặt nặng cái này rồi cũng nguy hiểm đấy Ừ. Cho nên những cái câu về nghĩa nhân, về hiếu hạnh Nhiều khi các cháu không học Mà chỉ nghĩ đến tiền của thôi Cái này là cái mà đáng lo Cái này là đáng lo Đấy Thế thì gia đình của ông Bàng Long Quẩn Đặc biệt đến như vậy đấy Đấy thầy nói Cả nhà học đạo Hai vợ chồng và hai người con Rất chăm học đạo Và ông ấy thì đặc biệt rất là ham thích về về thiền tông sau khi ông đi tham vấn nhiều vị thiền sư nổi tiếng, ông đến tham vấn với ngài mã tổ mã tổ đạo nhất ấy, ông hỏi mã tổ một câu này, người không cùng tất cả vạn pháp làm bạn là ai? cái người mà không cùng với tất cả vạn pháp này làm bạn, người ấy là ai? Đấy, muốn hỏi mà ở đây thưa với đại chúng cái người mà không ai mà không cùng với tất cả vạn pháp làm bạn, câu hỏi là câu hỏi của nhà thiền đấy, nghe không? Đó. cái người mà đứng ra ngoài tất cả các pháp này không dính dáng gì người ấy là ai? À, câu hỏi ông này ông tìm hiểu thiền rất lâu rồi ông cũng hiểu lý thiền ấy. thế thì mã tổ đạo nhất mới nói thế này đợi ông uống một hớp mà hết cạn hết nước sông tây giang thì ta sẽ nói cho ông biết khi mã tổ nói câu ấy là ông ngay lúc đó ông đại ngộ luôn tức là giác ngộ luôn tức là thấu được thấu được âm tính bản tính mình luôn gọi là đại ngộ đấy thưa đại chúng. rồi sau đó ông lại đến với thiền sư thạch đầu. À, thế thì thiền sư thạch đầu lại hỏi ông thế này từ ngày ông thấy lão tăng đến nay hàng ngày ông làm việc gì? thế thì ông bằng cư sĩ ông mới đáp thế này nếu hỏi việc làm hàng ngày tức không có chỗ mở miệng và sau đó ông mới đọc một bài kệ thế này hàng ngày không việc khác mình ta ta hòa chung việc việc không nắm bỏ nơi nơi chẳng trệ ngưng quan chức có gì quý đồi núi bặt bụi hồng thần thông cùng rượu dụng gánh nước bừa củi tài Đã. cái bài kệ của ông nói tức là ý ở đây là ông nói sao? tức là thực sự là một người giác ngộ rồi mới nói được cái bài kệ này hàng ngày không có việc khác à, chắc có việc gì khác à, là cái hiện tiền cái trước mắt này thôi cái sáng tỏ trước mắt này thôi đó. nơi nơi không nắm bỏ và cũng chẳng ngưng trệ à, làm quan nằm vua cũng chẳng phải là quý à, nơi đồi núi bặt được bụi hồng và đồi núi trừ tất cả cái bụi trần à, thần thông ư hỏi về thần thông của ông mình cứ nghĩ thần thông phải là biến hóa gì đó bay lên trên mây lặn dưới nước như ông mà thần thông và diệu dụng chả có gì khác là gánh nước và bừa củi đấy là thần thông đấy <laughs> cái việc rất là hàng ngày đấy gánh nước bừa củi mà là thần thông đấy. cái này các phật tử sau khi học về về tứ niệm xứ các phật tử sẽ hiểu chỗ này Nghe không? Đấy, nó là việc rất là hàng ngày nhưng mà lại rất là thần thông diệu dụng đấy cho nên các thiền sư nhiều khi người ta nói thẳng và chỉ thẳng mình cứ đi tìm thần thông cứ nghĩ là nó phải bay lên như tôn ngộ không á, mà không? nhưng mà không phải với các thiền sư á, với cái người mà ngộ đạo thì thần thông nó không phải là cái gì kỳ gọi là kỳ đặc quá đâu mà chính là từ cái việc hàng ngày này gánh nước bừa củi mặc áo ăn cơm cũng đang là thần thông đấy chứ không phải chuyện đùa đâu <laughs> nhà thiền là thế đấy Đó, nhà thiền là thiền thế đấy Nhờ? Thế rồi đến cái năm mấy thì Năm ông ấy 88 tuổi rồi Ông biết là Đến ngày mình đi rồi đấy, đấy Thế thì ông mới gọi người con gái Linh Chiếu Thế ông bảo là Con ra ngoài con xem á Mặt trời lúc nào đứng bóng giờ ngọ Thì vào đây nói cho cha biết Tức là ông tính là ông sẽ đi Đúng giờ ngọ Thế thì cô con gái Linh Chiếu á Cô này cũng Cũng, cũng không phải vừa Vào thì cô biết là cha mình muốn đi rồi đấy. muốn đi đấy. thế thì cô mới cô mới ra ngoài xong cô mới gọi với bảo cha ơi cha uhm, hình như là hôm nay là mặt trời bị gọi là nhật thực á nhật thực đấy. nghe không nhà thế thì ông ông bà ông đang ngồi trong ghế trong nhà ông tính là ngồi ghế để ông ông tịch luôn mà thế thì nghe cô con gái thế thì ông cũng ngạc nhiên ông bảo sao à, này sao có chuyện kỳ lạ thế hôm nay sao lại có nhật thực được thế thì cô linh chiếu có bảo đó cha không tin thì cha ra ngoài này xem Nghe không thế là ông mới rời ghế ông bước ra ngoài nhà để ông xem thì cô linh chiếu cô tót vào trong nhà ngồi lên ghế của ông bà cô nhắm mắt cô tịch luôn <laughs> từ đại chúng ngồi lên ghế nhắm mắt tịch này khiếp <laughs> ông quay vào vừa lúc ông quay vào trong nhà thì nhìn thấy con gái mình nó đã đi rồi đại chúng thấy khiếp không quá giỏi luôn phải gọi gọi là thiền này là đẳng cấp và thượng thượng thừa đấy à đấy, vừa nói thế tịch ngay đi rồi ông vào nhìn thấy con gái theo ông bảo là con gái ta quả thật là lanh lợi nghe lanh lợi Ê, thế sau đó thì ông lo cái lễ trả tỳ nhục thân cho con xong thì ông mới quyết định là rời cái việc của mình sang một tuần sau nữa mà ông mới tịch à, đấy thế thì Thế thì sau đó thì là có một cái ông tỉnh trưởng cũng là người tham thiền biết được việc này mới đến thăm ông bàng cư sĩ trong cái tuần mà ông đáng như ông định tịch ngày hôm nay đấy nhưng mà con gái nó tịch trước rồi cho nên thôi bây giờ rời lại cái ngày tịch của mình sang tuần sau như vậy rất là tự tại nữa không thế trong cái tuần đấy là ông tỉnh trưởng đến thăm thì ông tỉnh trưởng ông hỏi thế này trước khi ông đi thì hãy để lại vài lời cho người đời sau khiến mau kiến tính chứ thế thì ông bàng long quẩn ông nói thế này cái nào đã có nên xả bỏ Cái nào không có chớ nên lấy vào Nghe không? Câu này câu rất nhà thiền Cái nào mà đã có nên xả đi, bỏ đi Nghe không? Cái nào đã có bây giờ mình có nhiều thứ lắm à. Có nhiều thứ bắt đầu có cái thân này Một cái là bắt đầu có rất nhiều cái Của cái thân này à có nhà có cửa có xe có cổ màu wow. có chồng có vợ có con có cháu có đủ thứ đấy thế ông bảo cái nào đã có thì nên xả bỏ còn cái nào không có chớ lên lấy vào Đó. thực chất của mình ấy, lúc mà nói thật tôi nói chỗ này lúc mới sinh ra làm gì có cái gì đâu đúng không còn sâu hơn nữa trước khi vào bụng mẹ mình có cái gì đâu Thế cho nên đừng lấy thêm vào cái gì. Chúng ta bắt đầu sinh ra đời này, nói lý thiền là thế. Là chúng ta bắt đầu ôm vào rất nhiều thứ, chấp vào rất nhiều thứ. Hòa Thượng Trúc Lâm thì hay quả ngày xưa các thầy ấy, bảo vào lúc mới xuất ra, ấy, mỗi người một cái hòm, một cái dương, á một cái đơn, gọi là cái giường giường hòm. á Mới xuất ra thì chả có gì, cái giường hòm trống không. Ba năm sau là trong cái giường hòm chất đầy các thứ. Không hiểu các ông nhặt nhạnh cái gì nào là, là chai này lọ rồi cái này cái kia nhặt vào đấy ừ. Mà lúc đầu đi xuất ra có cái gì đâu Đó. thế thì chúng ta thế lúc đầu mới bước chân vào cuộc đời này là hai bàn tay trắng sinh ra hai tay trắng đúng không thế xong rồi bắt đầu từ hai tay trắng này bắt đầu ta nhặt nhạnh ta tom góp đủ thứ vào đấy Đó. Mà cái này á như ông ấy nói là gì cái nào không có thì chớ lên lấy vào lúc đầu mình đâu có đâu. Đó. bây giờ lấy vào làm gì? Thế còn cái nào đã có thì xả đi. Đấy. tôi dạy cho ông bài thôi. Ông tỉnh trưởng đấy, đến hỏi mà ông nói thế. Nghe không? Cái nào đã có thì lên xả đi. Bây giờ ông đang có cái gì, ông xả đi. Đấy. Thế còn cái nào mà mà không có, chớ lên lấy thêm vào. Nghe không? Đấy, đấy là đạo lý đấy. Đấy là cái để chỗ để ông thoát thân đấy. Thế này chúng cái chỗ này nó rất là thiền đấy nghèo rất là thiền nhất là thiền thế rồi <laughs> gần đến ngày ông dự định ra đi thì lại có một viên quan nữa tên là vu công đến thăm bệnh ông ông mới nói thế này tất cả đều là không tất cả các vật đều như bóng theo hình thôi ông 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 quan tên là vu công này đến hỏi nói chuyện với ông ấy, gần đến ngày cuối ông đi đấy tức là đến cái ngày ông đi đấy thăm ông ấy thế ông bảo là tất cả đều là không. không, tất cả các vật đều như bóng theo hình. Nói rồi ông gối đầu lên lên chân của ông Vu Công và nhắm mắt tịch luôn. Đấy đại chúng rất đơn giản, rất nhẹ nhàng, <laughs> rất nhẹ nhàng. Thế và sau đó thì cái đám tang của ông đó được ông được trà tỳ cho cốt và đem cho cốt ấy giải trên sông. Ngày đưa tang của ông có đến hàng ngàn chư tăng đến dự đến tham dự cái lễ đó vì ông rất nổi tiếng ông bàng long uẩn là rất nổi tiếng trong cái cái giới mà 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 tu học phật ở, ở trung quốc thời đường đó nổi tiếng lắm đấy ông có rất nhiều những các cái tác phẩm ông để lại ông nổi tiếng lắm cho nên người ta gọi ông bàng long uẩn này giống như là cư sĩ duy mắc cật ấy trong phật giáo đấy ông cật thế sau cái chết của ông ấy thì bà vợ của ông ấy mới nói thế này sao hai cái người lại bỏ đi như thế ừ, hai cái người bỏ đi như thế thế là bà mới lại đi ra ngoài ruộng nói chuyện để báo cho cái, 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 cái đứa con trai á của bà ấy, nó đang cuốc ở ngoài ruộng ừ, báo tin là là có, chị à, em mày chết rồi rồi bố mày cũng đi rồi nghe không thế thì cậu con trai nghe thế thế thì nói với mẹ thì một câu là vậy hả mẹ ừ. Thế, thế nói xong là cậu cũng chống quốc cậu tịch luôn, cậu ngay giữa đồng ấy, tịch luôn, lại chúng. À, thế thì bà nói câu bà lại bảo sao? Các người sau ai cũng giành nhau đi trước ta vậy. Thế là bà sau đó bà đi thẳng vào trong núi biệt tích không ai biết chắc là bà bà đấy bà bỏ thân. Tức là gia đình nhà bà là một cái gia đình mà nó rất là tự tại đối với cái chuyện sinh tử. thì chúng ta phải nói là họ thiền học thiền chứng của họ rất là sâu xa có đúng không chúng ta thấy cũng giống như là 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 tổ ni kiều đàm di cùng với 500 vị thánh ni à, a la hán cùng một lúc vào năm trăm vị tỳ kheo ni thánh ni a la hán ngồi nhập diệt một lúc luôn à, coi như là cao một cánh rừng là năm trăm vị ngồi như tượng nhập diệt luôn lại chúng thấy rất là độc đáo à. tức là rất là tự tại đối với việc sinh tử tự tại vô cùng. Thế còn chúng ta thì chưa như thế wow, chưa được như thế. Làm sao thì mình làm sao tu tới đến ngày cuối mình được tình giác đã là quý lắm rồi, nghe không? Chứ còn được tự tại như các vị này thì không phải chuyện bình thường đâu. Đến ngày cuối mà biết được chỗ đi của mình, wow, cái điều đó là cái điều đặc biệt lắm, đấy, đặc biệt lắm. Cho ông Bàng Long Quẩn thì ông có làm bài kệ về gia đình của ông như thế này hữu nam bất thú hữu nữ bất giá đại gia đoàn biến đầu cộng thuyết vô sinh thoại dịch nghĩa là có trai không cưới có gái không gà tức là có con trai cũng không cưới vợ có con gái cũng chẳng gà chồng cả nhà chung hội họp đồng bàn lời vô sinh cả nhà cùng hội họp với nhau bàn lời vô sinh tức là học đạo tu đạo Đấy, cho nên là gia đình ở ông bàng long quẩn này là một cái gia đình hết sức đặc biệt trong phật giáo và wow, trong phật giáo đặc biệt nhất là phật giáo trung hoa đặc biệt lắm rất nổi tiếng đấy. thì chúng ta thấy cái, cái, cái trình độ tu chứng của họ thiền chứng của họ cũng phải rất là cao siêu mới được như vậy có khác gì ngài tuệ trung thượng sĩ ở việt nam mình đâu đấy ông ấy ông ông đã tịch rồi Đóng cửa, ông nằm trên giường ở trong phòng, ông tịch rồi. Thế mà rồi thê thiếp lại con cái lại phá cửa vào, bù lu bù loa lên. Ông lại sống dậy, ngồi dậy, quát cho một hồi. Nghe không? Quát cho một hồi là sao? Sinh tử là việc thường. Càng cớ gì mà các ngươi náo loạn hết cả chân tính của ta. Đi ra. Đuổi ra hết ra, ông lại nằm xuống ông tịch. Đại chúng tôi. đồng đáo nói là nghe những cái, cái, cái tích về, về người xưa, những người ta học đạo, tu đạo, người ta đạt đạo, mình cũng rất là phấn khích. nào phải nói là nếu mà một người mà được tự tại với sinh tử như vậy thì nó hạnh phúc biết bao. Cái mà con người chúng ta ở trên đời này sợ nhất là cái chết. Và sợ nhất là cái chết. Và kèm theo cái sợ chết nữa lại lại chết rồi chả biết mình đi đâu nữa. Đấy mới là cái đáng sợ nữa. Thế những những vị này họ hết sức tự tại. Nào, hết sức tự tại trong chuyện sinh tử đấy cái đấy là cái đặc biệt đấy cái đặc biệt nghe. thế thì cô con gái của ông cấp cô độc này cũng vậy đấy nghe. À, quyết định ngày ấy bỏ thân gọi cha đến nói với cha mấy câu như vậy à, để chúng ta đọc tiếp đoạn tới xem là cái là vì sao mà cô nói thế nghe. xong là cô đi đấy, nghe. thế thì dầu đã chứng được quả dự lưu nhưng trường giả cấp cô độc cũng không chịu nổi sự buồn phiền nên vừa chôn cất cho con xong ông liền đến Phật và khóc lóc thế ông cấp cô độc cũng là một người cư sĩ mà chứng quả tu đà hoàn rồi ông được nghe pháp học pháp và ông cũng chứng quả tu đà hoàn thế nhưng mà đại chúng biết là quả tu đà hoàn thì nó vẫn còn dục ái vẫn còn chứ không phải là hết ngào cái chưa phải là dứt đâu sang nhị quả thì nó mới mỏng nhẹ dục ái sân si sang tam quả thì mới dứt dục ái và dứt sân dứt sân thôi Đấy. đến a la hán thì mới đoạn tuyệt tham sân si hết sạch Đó. thế thì ở đây á, ông tu đồ hoàn mới chỉ là là trừ được ba cái kết xử đầu tiên thân kiến nghi và giới cấm thủ cho nên cái ái đối với con vẫn còn nghe không? vẫn thương con vẫn tiếc con đứa con mà yêu kiều nhất của mình. À, cho nên là ông thương lắm, ông vẫn 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 buồn phiền vì đứa con, nghe không? Nó mất. ông khóc lóc ông đến ông mới bạch Phật, nghe không? Bạch Phật. Thế Đức Phật mới nói, "Này gia chủ, sao ông đến ta mà buồn giàu, đầy nước mắt như vậy?" Ông mới nói, "Bạch Thế Tôn, con gái Sumana của con đã chết." Nghe không? Con gái Sumana của con đã chết. Đức Phật mới nói, Thế rồi tại sao ông khóc? Cái chết không đến với tất cả mọi người sao? À, Đức Phật nói thế tại nó chết thì nó chết tại sao ông lại khóc nào? Thế cái chết không phải là cái chết đến với tất cả mọi người ư? Ai mà chả phải chết? Nào, Đức Phật hỏi thế, thế thì ông mới nói ông bạch Phật thế này. Con biết bạch Thế Tôn, nhưng con gái con quá hiền lành lương thiện, vậy mà khi chết nó lại không tỉnh táo, nó lại nói mê sảng Thật quá đỗi đau buồn Thưa Thế Tôn Nghe không? Ông đang nghĩ là con gái của ông nó mê sảng à, nó, nó, Con thương nó quá Lúc nó sống nó rất ngoan Rất hiền lành Rất là hiền hậu Rất là đẹp đẽ tốt đẹp Nghe không? Thế mà khi chết nó lại không tỉnh táo Nó gọi con là em nhỏ Nghe không? Nó nói lung tung như thế này không, không hiểu là sao Tội nghiệp Đấy Thế thế thì đức thế tôn mới nói sao nhưng này trưởng giả con gái út của ông đã nói cái gì đương nhiên đức phật biết nhưng đức phật vẫn hỏi thế ông mới nói bạch thế tôn con gọi nó là con cưng sumana và nó trả lời con là em nhỏ à em nói gì em nhỏ rồi con bảo nó con nói thật lộn xộn thì nó trả lời con rằng tôi không nói lộn xộn em nhỏ <laughs> rồi nó không nói nữa nó chết bạch thế tôn đấy thì cũng tội chứ phải không đấy thế thì đức phật mới nói này ông trưởng giả con ông không nói nhảm đâu nghe con ông nó không nói nhảm đâu thế thì ông ngạc nhiên lắm hỏi nhưng tại sao nó lại trả lời con như vậy bạch thế tôn nó không nói nhảm sao lại nói thế đấy. thì đức phật mới nói chỉ vì ông là em nhỏ của cô ấy nghe không thế chỉ vì ông là em nhỏ của cô ấy này gia chủ con gái ông lớn hơn ông về quả vị tu chứng trong khi ông chỉ chứng quả dự lưu còn con gái ông đã chứng quả tư đà hàm con gái ông lớn hơn ông về quả vị tu chứng nên nó nói như vậy <laughs> à chúng ta thấy không? rất tuyệt vời ừ. thực ra thì à ở đây ấy, chúng ta nghĩ là cô con gái nhỏ này cô Sumana này cô muốn khích lệ ông ấy thôi, nghe không? và 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 trong đạo Phật chúng ta thực sự mà nói Phật pháp là lấy sự giác ngộ, lấy trí tuệ làm trên hết. Lấy giới đức, lấy giác ngộ, lấy trí tuệ làm trên hết chứ không phải là lấy ở cái tuổi tác thưa đại chúng. Đấy. Thế rồi sao nữa? Là Đà... à... Ông ấy nói sau khi nghe Đức Phật nói như vậy Thì ông cấp cô đọc ông ấy bạch Lý do là vậy sao? Bạch Thế Tôn Đức Phật mới đáp Lý do là như vậy đó Gia chủ Để Ông ấy này thưa Bạch Thế Tôn Thế giờ nó tái sinh ở đâu? À, con gái con nó tái sinh ở đâu? Thì Đức Phật mới nói Tái sinh ở cõi trời đâu xuất Để, Và ông cấp cô đọc ông ấy này Bạch Thế Tôn Khi con gái con còn sống ở đây Với anh em thân thuộc nó sống hạnh phúc, vui vẻ với mọi người và khi ra đi, nó lại tái sinh cõi phước lạc, an vui. Nghe không? Đấy. Tức là ông ấy, ông bây giờ là ông bắt đầu hết buồn rồi. Nghe, không? Nghe Đức Phật nói, là ông à thế là con gái mình nó gọi mình là em nhỏ là vì nó chứng quả lớn hơn mình. À, nó là trên mình, hơn mình rồi. Đó. Thế cho nên, đối với Phật Pháp thì đúng thế. Nghe không? Tại sao ở trong nhà đạo mà đối với đối với chư tăng đó, thì người đi xuất gia mà không lấy tuổi đời để mà phân phân cao thấp mà Đức Phật lấy tuổi đạo lấy tuổi đạo thế nhưng mà tuổi đạo cũng lại chưa phải là quan trọng Nghe không? mà Đức Phật lấy cái sự gì cái 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 sự giác ngộ cái sự chứng đạo làm quan trọng Đấy, cho nên có những vị mới xuất ra còn rất nhỏ còn xa di thôi nhưng mà họ đã chứng quả a la hán rồi đấy, thì Đức Phật vẫn gọi những vị này là trưởng lão chứ không phải là là những cụ già, tỳ kheo già mới là trưởng lão đâu. Nếu một vị tỳ kheo già mà giới đức không có, trí tuệ không giác ngộ thì cũng thực sự là chưa xứng là trưởng lão lắm đâu. Đấy. Cho nên ở đây Đức Phật nói về trưởng lão là cái vị cái vị mà giác ngộ mà người ta có đức hạnh mà có giác ngộ, cho nên đức hạnh và trí tuệ hai cái đó là hai cái tiêu chí trong Phật giáo coi trọng nhất đấy thưa đại chúng. Hai cái đó vì sao? Vì chúng ta thấy cái người mà thật sự có đức hạnh và có trí tuệ vào người đó mới xứng đáng là cái người mà làm sao là cái người lớn. Người ta có đức hạnh có trí tuệ người xứng đáng mới là người lớn. Người đó mới là sao? Mới là người người khỏe. Người đó mới là người có lực. Người đó mới là người cứu giúp kẻ khác là người dẫn đường là người soi sáng cho người khác có phải không người ta có đức hạnh có trí tuệ người ta mới xứng để làm 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 gương cho người khác là người dẫn đường cho người khác được còn mình dẫu sống lâu năm nhà mình không có một chút đức hạnh gì cũng chả có trí tuệ gì thì mình có làm gương cho ai được đâu có dẫn được ai đi đâu thế nên tại sao đức phật lại coi trọng hai cái phẩm chất này đức hạnh và trí tuệ nghèo hai cái này mới là cái quan trọng của con người. à đức và trí nghe không là cái dẫn đường cho người khác. Cái này mới là cái trên. Và tất cả tăng ni Phật tử chúng ta đều phải hiểu cái điều này. Đều phải thấm cái điều này nghe không? Và dù ai anh thế dù nhỏ cũng thế. Mà có đức có trí người đó vẫn xứng đáng ở bên trên chứ không phải không đâu. Nghe không? Chứ không phải cậy tôi và tuổi cao lớn tuổi và xem thường cái người nhỏ tuổi đâu không phải thế mà đặt cái tiêu chí đức và trí trí đức phải đặt lên trên đấy đạo đức và trí tuệ giác ngộ hai cái này phải ở trên cái đấy là cái này là bản chất của phật pháp đấy phật pháp mà coi trọng thế này à, chứ còn chứ còn sống lâu mà không một chút đạo đức sống lâu mà không một chút trí tuệ gì thì chỉ là một đứa nhỏ sống lâu năm thôi nó là như vậy đấy chân sống ở trên đời chúng ta nhất khoát phải học phải tu để có đạo đức phải học phải tu để khai mở trí tuệ hai cái này là cái phẩm chất cực kỳ quý có hai cái này người đó ở đâu cũng là được tôn quý hết đấy đức thế tôn của chúng ta thế gọi là phúc trí nhị nghiêm nghe không phúc trí nhị nghiêm đúng vậy đó lúc này đức đạo sư mới bảo ông cấp cô độc rằng đúng như vậy này gia chủ người có tu tập sống tỉnh giác và chính niệm dù tại gia hay xuất gia đều an vui đời này và đời sau phật liền đọc bài kệ nay sướng đời sau sướng làm phước hai đời sướng nó sướng ta làm thiện sinh cõi lành sướng hơn à, đó. như vậy á ở đây chúng ta thấy kết thúc câu chuyện rất là có hậu và rất là đặc biệt, phải không? Cô Sumana mặc dù cô còn trẻ, cô bỏ thân nhưng mà bỏ thân trong một cái sự rất là huy hoàng, rất là vinh quang, đấy và cô còn còn khích lệ được cả cha mình nữa. Đấy bây giờ cha mình cô đến đây là được được Đức Phật giải rất là rõ rồi, đấy, và 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 ông cấp cô đọc hết buồn khổ luôn. Và bây giờ rất là vui. Mình thấy con mình nó tiến bộ như thế. Mình phải tinh tấn hơn nữa. Nghe không? Đấy, một cô con gái. Rất là đặc biệt. Nghe không? Cho nên chúng ta thấy cái này là cái điều trong Phật giáo mới có thôi. Trong Phật giáo mới có. Và chúng ta nhớ cái câu mà Đức Phật dạy vào. Nay sướng đời sau sướng. Làm phước hai đời sướng. Nghe không? Cái người biết làm phước tức làm những việc tốt, những việc thiện. Thì hai đời sướng. Đời sướng là đời này. Và đời sau, đời sau không phải chỉ một kiếp mà nhiều kiếp về sau. Chúng ta nhớ, ngay đời này khi chúng ta làm một việc tốt, một việc thiện, đại chúng đã thấy ngay cái sự sung sướng rồi. Khi chúng ta làm một việc tốt, việc thiện là ngay đó tâm mình rất an vui. Đúng không? Ta giúp được một ai, làm được một cái điều gì tốt cho đời. Và là ngay sau khi làm xong, tâm mình nó rất là an vui, rất thanh thản, nó rất nhẹ nhàng. Cái đấy là một cái tự nhiên và đấy là nhân quả của tâm làm việc tốt tâm sẽ an vui ta làm việc xấu làm việc ác tâm sẽ bất an sẽ đau khổ nó là rõ ràng như vậy sẽ ân hận sẽ dây dứt đó cho nên ấy nay sướng đời sau sướng mà làm phước là hai đời sướng Nghe? cho nên cái người mà chăm chỉ làm phước chăm chỉ tích lũy những cái điều tốt đẹp người đó tâm họ hân hoan lòng họ thanh thản Nghe không? À thức ngủ an vui đấy. họ không bị ăn năn hối hận gì về việc mình làm cả những việc mình làm là những việc tốt đẹp đấy thế cho nên tất cả chúng ta là con phật thì chúng ta đều phải suy nghĩ thật kỹ trước khi chúng ta làm điều gì việc ấy làm có phải là việc tốt không có lợi ích cho mọi người hay không nghe không đó đương nhiên ấy, cái tiêu chí về thiện ác chúng ta cũng phải học đấy nghe không đấy. cụ thể như trong Kinh Thập Thiện Đức Phật dạy về thiện ác ấy nhờ, Những việc gì Gieo nhân gì Mà kết quả của nó Cho chúng ta cái quả là quả Thân trời, thân người Thì đó là việc thiện nhờ. Còn làm việc gì, gieo nhân gì Mà kết quả cho chúng ta Đọa xuống ba đường ác Đấy là việc ác, là nhân ác Đó, thế thì trong Kinh Thập Thiện Đức Phật tạm Lấy 10 cái việc cơ bản là việc thiện nào không sát sinh không trộm cắp không tà dâm không dối láo không nghiện ngập vân vân đấy không tham không ích kỷ không sân hận không si mê tà kiến mười cái đó tạm là việc thiện nhé nhưng còn sâu hơn về thiện ác thì chúng ta cũng phải học đấy chứ không phải đơn giản mà chúng ta ngay lập tức chúng ta biết thiện ác đâu nào đấy nhưng mà đại khái cái tiêu chí thiện ác là chúng ta làm cho mọi người được an vui được hạnh phúc trong hiện tại và trong tương lai nữa chứ không phải chỉ an vui trong hiện tại cho nhiều khi mà giúp cho một anh nghiện ha? cho tiền anh đi mua thuốc phiện anh hút một lúc anh vui anh hớn hở phấn khởi nhưng mà đấy lại là mình giúp khiến cho anh bị khổ sau này thì đấy chưa phải là việc thiện đâu Nghe? còn nhiều khi mình mắng con đe đánh con để cho con nó ngoan nó học tốt đấy mặc dù lúc đầu là giữ đấy việc mình có vẻ thấy có vẻ như ác đấy, nhưng lại là việc tốt nghe không? cho nên cái, cái tính thiện ác còn phải tính đến cái tương lai à, cái sau này người ta được tốt đẹp mà cái tốt đẹp mà hơn nữa đối với phật pháp ấy là cái người đó phải hướng tới cái sự giác ngộ giải thoát cho nên đối với phật pháp chúng ta cái tiêu chí rất quan trọng là người đó được thân trời người và được cái thân giác ngộ cơ đấy mới là cái tiêu chí rất quan trọng cho nên có những vị bồ tát thấy mấy ông trời bà tiên suốt ngày đi chơi suốt ngày cứ hái hoa với lại hái đào đi chơi thế là các ngài biết là mấy ông này kiểu này mà sắp đọa đến nơi rồi hết phước là đọa thế là các ngài nổi lửa ta muội đốt hết cung điện của mấy vị này thế cái nổi đốt, đốt nhà người ta là đã cái gì thế nhưng mà đốt nhà mấy vị xong rồi các vị biết là ông vô thường sợ quá thế là mất lo tu thì đấy lại là tốt cơ cho nên cái thiện cái ác mà chúng ta phải nghĩ đến cái cái kết quả sau cùng hướng được người ta đến cái sự giác ngộ giải thoát á, thì đấy mới chân thật là là thiện đấy Phật pháp mình nó sâu xa đến như vậy Đó. thế thì ở đây cũng thế nghèo Đức Phật dạy người biết làm phước á, thì đời này sung sướng an vui đời sau lại sung sướng an vui nghèo đấy sinh vào cõi lành sướng hơn là thế thế thì kính thưa đại chúng Bài, qua cái bài học hôm nay về câu chuyện về sumana thì chúng ta rút ra bài học là chúng ta phải biết chân quý à, chân quý cái thân người này rất là khó được chúng ta đã vô lượng kiếp không có thân người trôi lăn vô lượng kiếp không có thân người kiếp này được thân người rồi không để uổng phí phải tận dụng thân người này làm thật nhiều việc phước thiện tức là biết tu tập Phật Pháp để không uổng phí. Cho nên vẫn Thầy luôn luôn nhắc đại chúng nhớ này, kiếp này không độ cái thân này còn đợi đến kiếp nào, mà hẹn đến kiếp nào đấy. Cái lịch hẹn đấy nó dài lắm. mà Một khi mất thân người rồi, không biết cái lịch ý đến bao giờ mới được lại thân người để mà, mà tu đâu. Cực kỳ là lâu dài, khó khăn lắm. Cho nên chúng ta phải biết trân quý cái khoảng thời gian ngắn ngủi được thân người này vào năm 70 năm cuộc đời con người nhanh lắm. Không tận dụng nó mà tu thì cực kỳ là uổng phí, cực kỳ uổng phí. ta không hẹn được đâu. Chúng ta không hẹn được đâu. Mất thân người rồi đọa lạc là là phần nhiều mà dễ lắm, dễ đọa lạc. Cho nên phải tranh thủ khi có thân người này ta ta gắng ta tiến tu nghe không? Đấy tiến tu giống như là cái cô Sumana này, nghe không? Đấy, nên chúng ta phải tinh tấn tiến tu nhá. Và con đường Phật Pháp Chúng ta biết rồi Là con đường cao quý nhất nhá. Và con đường duy nhất Để dẫn chúng ta ra khỏi Cái cõi khổ luân hồi sinh tử này thôi Nhưng chúng ta đừng bao giờ rời xa Và chúng ta tận dụng cơ hội này Để chúng ta tinh tiến nhé. Thầy xin chúc đại chúng Một lần nữa, thật là tinh tiến Tiến tu em và ở đây thì Thầy thông báo qua cái chương trình của cái tháng 8 tới, à, sang tháng 8. Tháng 8 thì chúng ta khóa tu bắt con trai thì vẫn diễn ra bình thường vào ngày mùng 8 tháng 8. Thế nhưng mà vì à, tháng 8 chúng ta có cái Tết Trung Thu cho trẻ em. Cái thì Trung Thu thì à, thường nhà mình làm vào ngày 14 và vào cái ngày giảng Pháp. Đấy, nhưng mà ngày 14 nó lại vào thứ hai, cho nên Thầy xin sẽ đổi lại cái lịch giảng Pháp từ ngày 14 về ngày 13 để vào chủ nhật để hôm đó để các cháu về trung thu luôn nha đấy thì các phật tử biết để đổi cái lịch giảng ngày 14 về ngày 13 nha để vào chủ nhật để để trung thu cho các cháu thế giờ chúng ta sẽ sang cái phần trả lời các câu hỏi đấy, thầy xin đọc câu hỏi câu hỏi thứ nhất kính bạch thầy con xin được hỏi một câu con không thích một người nhưng con vẫn cố gắng giúp họ những gì có thể. Tuy vậy, trong tư tưởng của con, hình ảnh người ấy lúc nào cũng làm con rất bực, dù con chẳng nói ra. Vậy giờ có cách nào để con không bị người ấy ảnh hưởng nữa không? Con kính cảm ơn Thầy. À, hay. Thế thì bạn này bạn nói là bạn ấy cũng không ưa một người, thế nhưng mà vì chắc bạn này là phật tử học phật rồi cho nên vẫn giúp cái người ấy nghe không? làm được việc gì giúp thì vẫn giúp có thể giúp được vẫn giúp thế nhưng mà giúp thì giúp chứ nhìn thấy mặt là cũng không ưa đúng không cũng khó chịu hay là nghĩ tới là khó chịu à, không biết là các phật tử chúng ta ở đây có cái tình trạng này không chắc là có đúng không ừ. <laughs> chúng ta mà chưa phải thánh mà đâu mà hết được đúng không à. Thì bạn ấy hỏi thấy ra thì làm thế nào khắc phục cái chuyện này. Thì trước hết thầy chia sẻ với bạn này thế này, cái chuyện mà ở đời ấy, phàm nhân chúng ta thì yêu ghét là chuyện rất là bình thường đúng không? Đó, khó tránh khỏi. Mà đây cũng là gọi là một trong tám cái khổ mà Đức Phật dạy đấy. Nghe không? Yêu thì phải xa mà ghét thì lại gần đúng không? Gọi là ái thì biệt ly mà oán thì táng hội, oán táng hội, ái biệt ly, yêu xa và ghét gần. Yêu người nào thì người cứ hay ở xa, cứ phải đi biển biệt, nghe không? Không được gặp mặt. Ghét ai thì lại suốt ngày thấy mặt cứ nhơn nhơn ra à, trước mặt đó, cái khổ của chúng ta. Tám cái nỗi khổ thì trong đó có hai cái này, yêu xa, ghét gần, à, Thế thì cái chuyện mà chúng ta cái kiếp này mà gặp người mà mình ghét người ta, có thể một là do kiếp này mình với người ta mới gây nhân với duyên với nhau. Và vì cái gì đó Wow, người ta bất như ý với mình cái gì đó Rồi người ta chống đối mình Người ta cản trở mình Gây khó chịu với mình Nghe không? Người ta chọc ngoáy mình vân vân ừ. Có thể là kiếp này bắt đầu mới gây nhân Đấy cũng giống như Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa Trong một cái tiền kiếp rất xa xưa xa xưa Hai người đều là hai vị thương nhân Đi buôn á Thế thì lúc cái tiền kiếp ấy Đề Bà Đạt Đa đi kiểu giống như đi mua đồng nát ấy thì đến đi vào cái làng này vào cái thôn xóm này có một gia đình cái bà lão nghèo với đứa cháu hai bà cháu sống với nhau đây chắc là một người chết hết rồi thế thì bà lão này bà mới mang một cái giống như là một cái mình gọi là giống như là cái 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 cơ cái trầu á kiểu thế nghe không nó cũng cũ gì cũ cũ lâu lắm rồi đất cát nó bám vào bà mới mang ra bà đưa cho để bà đạt đa bảo ông xem ông tôi bán cho ông cái này ông định giá được bao nhiêu tôi mua tôi lấy ít tiền tôi đong gạo bà cháu tôi nuôi nhau thế để bà đạt đa mới gõ gõ cái hết cho bóng hết cái lớp ra biết ngay đây là vàng một cái cơi trầu bằng vàng rất giá trị nặng chứ có lẽ là phải mấy ký nghe không Thế biết ngay vì biết là cái bà già này bà có biết gì đâu nhiều khi là cái của các cụ để lại lâu rồi lăn lóc ở nhà cũng không biết nữa biết thế thì đề bà đa bảo ôi giờ cái đồ nợ này ai mà mua của bà ừ, giá bao nhiêu đâu mà ừ, cái này có khi không đáng gọi là một bát gạo thôi tôi không lấy đâu đề bà đa, đa tệ nữa, còn muốn dìm bà lão nữa cơ giống như bà phải cho không mình ấy để chúng ta thấy cái tâm nó tham thế đấy thế là đề bà đã đa, đa coi như là giá danh xong thì còn không lấy giả lại bà ấy tôi không lấy được cái đồ này bà vứt đi ấy mà. Ai lấy làm gì? Đó. Thế là đề bà ra giả vờ, bỏ đi. tí nữa sẽ quay lại. Thế để bà ra ba đi xong rồi thì một lúc sau thì Bồ Tát của ta, tức là tiền thân Đức Phật cũng là thương buôn đi đến đúng nhà bà lão này thế bà cũng khổ sở mếu máu mang ra mang lại mang cái cây trầu đấy ra vào bảo thôi thưa thưa ông ông xem ông mua giúp tôi chứ bà bà cháu tôi đói lắm rồi thôi được đồng nào đồng Thì tôi mua gạo yeah. lúc nãy tôi cũng bán bảo bán cho cái ông kia nhưng mà ông ông bảo ông không thèm mua ông bảo cái này nó chả đáng bao nhiêu cũng không đáng cả một bát gạo ông không thèm mua thưa ông xem là ông lấy đỡ cho bà con bà cháu tôi thế là bồ tát gõ gõ ra xem biết ngay đây là vàng bồ tát bảo bà ơi nói thật với bà nhé, tất cả cái số đồ đạc này của tôi không đủ để mua cái này của bà đâu, Không đủ đâu, nó giá trị lắm đấy ạ, nó giá trị lắm, tất cả hàng hóa tôi có đây tôi đổi hết cái này cũng không đủ đâu, không đủ đâu không đáng giá, thế thì nếu bà có ưng bà để cho tôi thì bà để thì tôi, tôi để cho hết bà hết cái này, thế bà bảo thế hả ông, ừ. đấy. bà bảo, vâng, nó quý lắm đấy ạ. Đấy. thế, thế bà bảo ôi thế mà sao lấy cái ông kia ông lại bảo nó chả đáng cái gì bà ông còn không thèm lấy của tôi cơ bảo không thế đây là, đây là tôi nói thật bà biết Đấy. thế bà lão sướng quá bảo thôi đi tôi để cho ông ông thật thà tôi để cho ông Đấy. thế là bồ tát để hết hàng hóa bao nhiêu hàng hóa để lại hết xe hàng hóa để cho bà lão để lấy cái thế giờ đi thế bồ tát cầm cái cây trầu đi thế đi thì qua đi qua sông, thế một lúc sau thì đề bà Đạt đang quay lại, nhá không? Quay lại bà lão nãy, bà nói, thôi, ông tôi nghĩ cũng thương bà cháu nha bà, thế mang cái cái của nợ ở đây tôi lấy cho, <laughs> tôi lấy giúp cho, thế bà lão bảo, ơ, nãy ông bảo không lấy nữa mà, bây giờ có cái ông đi đi sau này ông đến, ông 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 lấy mua của tôi rồi, mà ông bảo cái đấy nó giá trị lắm, đó. cả xe hàng hóa của ông còn không 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 bằng á. Ông lấy của tôi đi rồi, ông để đây này đầy hàng hóa của ông đây này. Ồ, thế là đề bà Đạt đã điên tiết lên. Mất cái đấy thì đề bà ra đuổi theo ra bến sông. Đến bến sông thì là Bồ Tát đã lên thuyền đi mất rồi. Từ đó đề bà Đạt đã gây thủ kết oán với với Bồ Tát, thề rằng từ nay trở đi gặp mặt nhau ở đâu là là gọi là hại nhau, nghèo. Đấy thế là bắt đầu cái kiếp ấy là bắt đầu kết oán với nhau đấy thưa đại chúng ừ. kiếp xa xưa đã, từ đó mà đến ba đến cứ đi phật theo phật ở đâu là gây thù kết oán phật thế thì ở đây chúng ta cũng thấy có những cái người mà kiếp này bắt đầu mới gây thù kết oán với ta nha đó. thế nhưng cũng có những người là tiền kiếp là oan ra trái chủ của ta tức là đã gây oán với nhau từ kiếp trước rồi nghe không? giống như đức phật và để mà đa những kiếp sau này là đều có cái oán kết từ kiếp trước à thế chúng ta phải thừa nhận như thế có những người kiếp này vừa mới nhìn thấy mặt nhau đã ghét rồi có ân oán từ kiếp trước rồi nghe có ai oán từ kiếp trước rồi nhé thế cho nên vậy biết như vậy rồi thì bây giờ làm thế nào đây hai cái duyên này nghe không thì đức phật dạy chúng ta là con phật thì sao phải lấy ân để báo oán nghe không? không lấy oán để báo oán chăn kinh pháp cú đức phật dạy thế nào nhỉ với hận diệt hận thù đời này không có được không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu Đúng không? Đấy. với hận đem hận mà diệt hận thù không thể có lấy à, oán để báo oán không bao giờ hết oán oán chập trùng lấy ân để báo oán thì oán ấy mới tiêu vong cho nên là không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu Thế cho nên là người con Phật thì chúng ta không được lấy thù hận để báo báo đáp ai để đền trả ai cả đặc biệt như chư tăng các thầy phật dạy sao bị mắng không mắng lại bị chửi không chửi lại thậm chí bị đánh không đánh lại cơ mà thế cơ mà đấy một vị tỳ kheo là có bốn cái điều à, mắng chửi đánh kể cả bị giết nữa cơ vậy đấy khó thế đấy cho nên chúng ta là con phật thì chúng ta chúng ta được quyền tuyên bố nói lên sự thật thôi nhưng chúng ta không có quyền không trả thù nhé không báo thù báo oán không nuôi tâm thù hận không ghét đó thế đấy là cái mà chúng ta đã là con phật chân bạn này thì bạn cũng biết cái này rồi biết là có có cái oán kết với cái, cái người này cũng khó chịu với người ta nhưng vẫn giúp đấy cũng đã là một sự tiến bộ một sự cố gắng rồi đúng không thế nhưng mà còn cái tâm chưa xử lý được thế thì giờ chúng ta phải dùng pháp phật để xử lý cái tâm này thế thì dùng pháp phật bằng cái gì đây nghe nên thứ nhất ấy, ví dụ bạn này biết tu tứ niệm xứ thì mỗi khi nhìn thấy cái, cái người kia à, hay là mỗi khi nhớ nghĩ về người kia thì ngay lập tức là cái tâm bực tức khó chịu nó nổi lên nó nổi lên trong tâm mình thì ngay lúc đó mình nhìn nhận ra cái tâm đó trong, trong quán niệm về tâm đức phật gọi là tuệ chi tuệ chi tâm có sân bực là sân ấy, khó chịu là sân ngay khi cái niệm sân nó khởi lên cái tâm sân khởi lên ta phải nhẫn diện ra nó tuệ chi được nó à, đó thì cái này đó là niệm xứ đó là niệm tâm nhá và khi tuệ chi như vậy thì từ từ cái tâm sân nó giảm cái năng lượng đi và nó sẽ tiêu tan đi ta cứ tuệ chi nó cứ nhìn nó là nó nó tiêu dần nghe không cũng giống như mình á nhìn thấy thằng ăn trộm đi vào cửa kia nhìn thấy nó và ta biết mày rồi đấy nhá mày ăn trộm nhá thế là nó thôi là nó bắt đầu lẹ làng nhẹ nhàng nó, nó luồn chuồn mất à, biết rồi mà thấy ông mình ông chủ nhà không biết rồi là tự nó nó phải tiêu Tao ừ, ta biết rồi nhá mày là ăn trộm nhá chỉ cần thế thôi chứ cần đánh đuổi gì nó đã nó đã phải phải lui rồi thế thì cũng thế cái tâm mình thế đây là cái pháp niệm tâm à, cứ nhìn thẳng tâm mình khi cái niệm sân đấy nó khởi lên bực nó khởi lên đối diện với đối tượng này hoặc là nhớ nghĩ về đối tượng mà cái tâm sân nó khởi lên thế thì chúng ta ngay khi đó phải tuệ chi phải nhận diện ra cái tâm sân đấy đó nhận diện là được rồi đấy là rất rất tốt nếu mà bạn này mà thực hành niệm xứ tốt thì chỉ vài lần như thế là tự nhiên sau mình không bị cái giận nó chi phối nữa không bị cái giận chi phối nữa đấy Nhưng mà, mà đối với đạo lý người ta gọi là gì chi huyễn tức ly mà ly huyễn tức giác biết được cái tâm huyễn này giận cũng là một cái huyễn thôi biết được nó thì tự nhiên mình rời khỏi nó không dính vào nó nha yeah. hòa à, thượng trúc lâm gọi là chi vọng đấy cái pháp chi vọng nha yeah. gọi là chi huyễn tức ly mà ly huyễn thì tức là giác đó là cái thể giác của mình nó nó sáng rõ sáng sáng rõ đấy thế hoặc là nếu bạn này mà chưa biết tu niệm xứ bạn có thể tu cái quán nhân duyên phải không? quán cái người kia cũng chỉ là một mớ duyên hợp tứ đại ngũ ẩn giả hợp mà thành thôi Nghe không? nó không thật có cái thân của người bạn kia cái người kia cũng chỉ là tứ đại là đất nước gió lửa nó kết vào hoặc là ngũ ẩn sắc thọ tưởng anh thức nó kết lại mà thành thôi ở trong tứ đại ấy ngũ ẩn ấy chả có cái gì là là người kia cả không có cái gì là cái tôi của người kia cả Nghe không? vâng trong cái ngũ ẩn này cái gì là người kia vâng đấy ta ta quán được gọi là quán được cái cái vô ngã thì tự nhiên ta không giận nữa Nghe không? đấy nhé cái này là nếu ai quán giỏi thì quán này cũng được đấy. hoặc là quán người kia cũng thế người kia đang bị vô thường già bệnh chết chi phối người kia cũng đang rất là khổ não rất nhiều khổ não họ mặc dù họ cũng khó chịu với mình đấy họ cũng hơi ác mình tí đấy nhưng mà bản thân họ cũng đang rất khổ nhào chính họ đang khổ đấy mà họ lại còn không biết Phật pháp tí gì nữa thì mới đáng thương thế khi mình khởi được cái niệm là đáng thương thì tự nhiên mình bớt được cái cơn giận và thương nhiều hơn tí thì lại hết giận luôn ôi rồi người ta vô mình người ta mới gây khó chịu với mình chứ người ta có biết phật pháp đâu thế tự nhiên cái đấy cái, cái, cái tư duy của mình như thế là mình cũng trừ được cái sân hận với người ta tự nhiên mình không buồn không chấp nữa không chấp nữa đó thì thương với lại chúng cái này cũng là một cách để chúng ta trừ bỏ cái, cái bực cái giận của mình đi nghe không? Đấy, thế hoặc là như hòa thượng trúc lâm cụ hay nói là thì sao giận ấy là dại Nghe không? nói là dại giận là dại bực là dại nè. thế mà mà không bực mới là khôn <laughs> mình bực mình giận là mình khổ mình trước mình xấu mình đi trước xấu xí ai mà cứ bực cứ giận nhiều người đó xấu trước xấu xí trước mà nhiều khi cái đối tượng kia người ta không khổ mới cứ mình khổ trước Nghe không? tự mình giận là mình dằn vặt mình đó thế cho nên chúng ta dùng tất cả những cái pháp phật cho nên gọi là pháp phật là thuốc trị tâm bệnh của chúng sinh à, chúng ta bệnh gì chúng ta dùng thuốc đó là bị cái bệnh hay bực hay giận thì dùng cái thuốc từ bi đấy quán nhân duyên để thông cảm được quán vô thường quán khổ để thấy được người ta khổ để mình thông cảm và mình thương được thì tự nhiên mình cũng bớt giận hoặc là trực tiếp mình niệm xứ mình niệm tâm mình quán tâm mình để mình ngay đó xả được cái tâm tâm oán hận đi, tâm bực bội đi, nhá. thì đấy là những cái mà Phật giáo có đủ phương tiện để cho mình trừ diệt những cái tâm bất thiện đó, nó rất là ích chùa mình thì đại chúng đang tu tập niệm xứ, tứ niệm xứ thì chúng ta nên dùng những cái pháp quán này, nó rất là thực tế nghe. để đưa tâm mình nó về cái an, về cái an, nhá. đấy là câu hỏi thứ nhất. câu hỏi thứ hai, bạn này bạn hỏi là gì đây? bạch thầy nếu như cha mẹ đặt tên cho con trùng tên với cố cụ ông bà và những người đã khuất từ lâu thì không biết có bị làm sao không ạ? À? à, bạn này bạn hỏi về cái cái đặt tên mà đặt tên cho con mà lại trùng với tên các cụ cố. À, cụ kỵ ông bà. À, chắc là đặt tên bố thì không ai đặt rồi. Nhưng mà ông bà nhiều khi là xa xa rồi hay là cũng mất lâu quá rồi. Đó, cần chẳng ai dám đặt tên con mình lấy tiền bố để đặt tên cho con mình đúng không? nhưng mà ông bà nhiều khi là có thể không nhớ thì có những người ông bà chết rất lâu rồi mấy chục năm rồi không biết rồi cũng quên đấy. đấy thế thì bạn hỏi là nếu đặt tên như thế thì những người đã mất rồi có làm sao không đấy. Thì chúng ta thường cái tâm lý là cứ cái gì liên quan đến người đã mất là chúng ta rất sợ và những người đã mất ngay lập tức hóa thành linh thiêng đúng không không? có khi một cái thằng cướp thằng à, ăn trộm à, chết rồi nó ra mộ nó cũng khấn bái xì sụp luôn nghĩ nó cũng là linh thiêng tâm lý người chúng ta cứ cái, cái gì vô hình là ta cho thành linh thiêng cái gì đã mất rồi là linh thiêng hết hóa linh thiêng hết Đấy. thế dân chúng ta cũng nghĩ thế thì thực ra thì thế này đối với phật giáo chúng ta thì cái tên gọi là cái danh cái tên nó thực ra mà nói nó, nó không có dính dáng gì đến cái thể tức là cái con người thật đâu tên là do một cái danh mà người ta gọi là cái tục đế là bên tục đế chúng ta đặt thôi và thích thì đặt tên này không thích thì đặt tên kia Đấy, nói vui ở quê thầy có, có gia đình nhà cái cụ này cũng đặt tên con cụ là bướng bỉnh chỉnh thỉnh thoảng nó bướng quá bướng bỉnh quá thỉnh thoảng phải chỉnh cái gọi là chỉnh thỉnh thoảng thế <laughs> Hey, các cụ ngày xưa này nghĩ là khó nuôi con khó nuôi đặt tên con là giống như là dần sàng rổ xảo thớt dao thớt đặt tên những cái tên rất là xấu xí cho con. Thế thì nghĩ thế để cho dễ nuôi, nghĩ tên đẹp là quỷ ma hay bắt. Thế nhưng mà thực ra thì mình thấy là cái tên ấy về cái cái sự thật thì nó không dính dáng gì đến với chúng ta. Cũng giống như mình đặt tên cho cái này gọi là quả chuông thì nó là quả chuông. Và. Thế mà ví dụ không, không gọi là quả chuông Mà gọi nó là, là cái, cái, cái quả keng Thì nó là quả keng Có gì đâu Muốn gọi là cái gì cũng được Là cái tên về bản chất là như vậy Thế nhưng mà nó chỉ thành chuyện Khi chúng ta chấp vào cái tên đấy thôi Phải không? Chấp rằng tên này là đẹp Tên này là xấu Đó Là do cái chấp của mình chứ Chứ còn thực chất cái tên nó không liên đới gì Là do mình thích đặt thế nào đặt nào Đây Và. Thế thì như vậy chúng ta hiểu cái tên về bản chất nó không dính dáng gì đến con người chúng ta. Nhưng do chúng ta chấp thôi. Nó chỉ là cái để phân biệt, để gọi nhau thôi. Có những người mà thực sự thấy có những người cái tên mình bảo là nghe cũng xấu xấu đấy nhưng mà người ta có thực chất người ta cũng có bị xấu đâu. Thế thì chúng ta thấy đấy là cái tên để, để cái này để khẳng định là gì bản chất thật là cái tên nó không phải là chi phối gì đến con người cả nhưng nó chỉ ảnh hưởng khi chúng ta chấp vào nó con người chấp vào nó xã hội chấp vào nó thôi à, thế cho nên thực ra thì chúng ta cũng không nên là đặt tên cho con mình cháu mình cái tên gì nó xấu xí quá Và đặt tên là thớt với là mẹt với này, này khác thì, thì nó đi gọi nó cũng ngại với bạn bè à, tên là bướng này khác thì nhiều khi cũng ngại bạn bè gọi nó thì nhiều khi trêu thì đấy là do nhân loại, do con người chúng ta chấp vào đó mà làm làm ảnh hưởng nhé. Đấy. Thế thì để thì trước hết Thầy nói một chút về cái chuyện tên đã. Thế còn ngày xưa, các cụ ngày xưa nhất là thời phong kiến thì còn nặng nề về cái chuyện tên Nhất là tên của vua chúa. Không ai được đặt tên con cái cháu chắt trùng với tên vua chúa. Cho nên tên vua, tên chúa nó gọi là tên húy. Húy tức là sợ, phải kiêng. Phạm húy là chết mấy vị mà đi thi lều trọng đi thi mà làm văn làm thơ thi đấy mà bài viết mà phạm phải tên húy của vua là bị đánh trượt mà có khi còn bị tù trong chuyện đùa đâu à, có những câu chuyện mà có những khi những vị làm phạm vào tên húy mà bị chu di tam tộc luôn chúng ta thấy ác như vậy đấy cái tên húy của vua có những cái thời kỳ mà được đưa vào trong luật luôn làm thành luật luôn đấy đại chúng đấy rất nhiều có những cái dòng họ mà phải đổi trạch họ đi vì cái tên của dòng họ trùng với cái tên vua phải đổi đó thưa đại chúng có rất nhiều cái mình mới thấy là ngày xưa người ta chấp rất nặng nề về cái tên mà tên của những vị vị vua chúa của những cái vị mà 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 có uy quyền trong xã hội là bị chấp trước như vậy đấy thì cái đấy là do con người chúng ta chứ, chứ còn cái tên thực ra nó có ảnh hưởng gì đâu mà thế thì bạn này bán đang hỏi cái tên thì Thầy thì thầy suy nghĩ thế này. À, đúng là tên ấy, của những à, thân nhân quyến thuộc mình mà gần với mình ấy, thầy nghĩ là ít nhất là khoảng năm đời. À, nếu mà mình biết ấy, thì mình không nên đặt tên con, tên cháu trùng với tên các cụ. À, năm đời là từ đời mình gọi là kỵ này. Kỵ xong đến cụ này, xong đến ông này, xong đến bố rồi đến mình. Đấy, thì mình đừng nên đặt con mình thế. Nghe không? vì cái đến đời kỵ là mình vẫn còn nhớ vẫn còn thờ cúng đó à, nhiều khi còn thờ cúng và và người ta thường người ta cũng nghĩ là cho rằng là con cháu mà trong năm đời thì không nên lấy lẫn nhau trong họ, họ năm đời đấy nhưng ngoài năm đời là có thể lấy nhau được rồi đấy thì thôi mình mình cũng có thể là thôi mà hơn năm đời thì lỡ có đặt thì cũng không sao còn nếu biết thì thôi cũng tránh thứ hai là tên của những cái người họ hàng gần à, anh em cô dì chú bác gần hay là hàng xóm láng giềng gần đó mình cũng đừng đặt tên con mình tên ông hàng xóm mà. vì ông tên là ông dũng mình đặt luôn thằng con mình cũng tên dũng thì hàng ngày cứ réo thằng dũng ra mà mắng thì ông hàng xóm mà ông cũng chạy lòng chứ đúng không <laughs> đấy ông cũng chạy lòng đấy em nên tránh đi bây giờ ông ở, ở đầu làng xa xa thì đỡ thì ông ngay hàng xóm ngày nào mình cũng mắng nó cũng gọi thằng dũng ra mà chửi thì ông cũng chạy lòng chứ phải à. không đó thứ hai là tên của những các cái, cái nhân vật nổi tiếng của những anh hùng dân tộc ta cũng tránh à, đó. ví dụ như tên của bác hồ à, mình cũng tránh đi à, tên của bác chủ tịch hồ chí minh mình tránh đi nhé à, trước đây thầy nhớ cũng có một vị đặt tên là hồ thế và người ta gặp vị đấy cũng gọi bác hồ <laughs> thế mà cũng có người bực lên cũng chửi luôn à, thế thì thầy nghĩ là những cái tên đấy mình cũng lên tránh mình nên tránh thì mình tôn kính vào hay tên của đức phật thích ca mình cũng tránh đi chứ đặt làm gì vào thiếu gì đâu tên của trần nhân tông tên của hưng là đạo trần quốc tuấn ví dụ thế ta tránh đi vào à. có thể tên là tuấn nhưng mà nếu mình cùng họ thì mình tránh lên đi vào thì nó đỡ thế thì chứ còn thực ra thì cái tên nó không phải là nó chi phối cuộc đời chúng ta không phải thế hay là đặt tên cùng với các cụ đã mất là chúng ta bị các cụ ám hay là các cụ phạt các cụ hành không phải thế mà nó chỉ là vấn đề của con người hiện tại xã hội hiện tại thôi Đấy để chúng ta hiểu bản chất nó nhé yeah. cho nên cái việc đặt tên thì ta nên ta nên à, tránh những cái đó cho nên cũng rất nhiều phật tử xin thầy đặt tên cho cháu cho con mới sinh thầy đều phải hỏi là tên cụ tên ông tên bà thế nào bên nội bên ngoại thế nào anh em gần thế nào rồi thầy mới cho và thầy cho hai ba tên để nhà chọn cho nó rộng rãi đấy chứ còn không phải là là thầy cho ngay đâu mình cũng phải tránh đấy thì đấy là cái nhé thế còn về bản chất để chúng ta hiểu là cái tên nó không phải là cái quyết định vì nó mà cuộc đời của đứa nhỏ đó bị ảnh hưởng một cái tên đó hay vì cái tên đó mà các cụ oán hại nó không phải nhé mà nó chỉ là do để chúng ta sử dụng trong quan hệ xã hội này thôi đó để chúng ta hiểu nha. Đấy. Một câu hỏi nữa. Bạn này hỏi câu này là lần trước mà thầy còn nợ đây bạn nói này. Kính bạch thầy, đối với con triết lý Phật giáo vẫn luôn là những điều hết sức sâu sắc, càng chiêm nghiệm lại càng thấy đúng. Hạnh phúc hay không quả thật là do tâm mình. Nếu biết tư duy suy nghĩ đúng đắn để làm chủ tâm thì dù trong hoàn cảnh nào, người ấy vẫn có thể có được hạnh phúc tuy nhiên con hiểu biết còn hạn chế nên có nhiều khi không biết cách để làm chủ được mình con thiết nghĩ đức phật chắc hẳn là ngài biết hết những quy luật vận hành của tâm thức nên mới có thể dễ dàng làm chủ mình và thu phục lòng người như vậy bản thân con chưa có nhiều thời gian để nghiên cứu kinh điển phật học và nhiều khi đọc cũng không hiểu rõ được ý nghĩa của kinh rất mong thầy có thể giảng giải nếu thời gian không đủ để nói sâu Thì con cũng mong Thầy sẻ chia Những điều căn bản Cốt yếu về quy luật vận hành của tâm Để chúng con được học hỏi Con kính tri ân công đức trên Thầy À bạn này bạn hỏi câu hỏi cũng khá dài Bạn hỏi về Nói về quy luật của tâm Những cái điều rất là cốt yếu Thế thì Thầy xin trả lời bạn này Và cũng thưa đại chúng là Nói đến Phật Pháp là nói đến tâm nói đến tu phật là tu tâm đúng không Đấy. đức phật nói thiên kinh vạn quyền cũng đều nói về cái tâm này thôi thế mà trong nhà phật có câu gì Đấy. kinh hoa nghiêm có câu là gì nhất thiết duy tâm tạo Đấy. thế còn duy thức thì là câu là vạn pháp duy thức biến tâm hay thức cũng đều là tâm cả cho nên nó nói cái gì thì cũng không ra ngoài cái tâm này đâu Ta nhất thiết duy tâm tạo thì có cái gì ra ngoài cho nên nó nói gì phật pháp nói gì cũng là nói về cái tâm này, à, này tâm này Để. cũng trong kinh hoa nghiêm nói sao tâm như họa sĩ khéo vẽ thế giới muôn màu cảnh ngũ ấm thế gian không pháp nào chẳng tạo tức là tâm nó tạo ra hết tất cả vũ trụ pháp giới này à, Thế thì giờ bạn này bạn muốn hỏi cái quy luật Một cái rất là căn bản của tâm Thì thực ra không, thể, không phải dễ mà nói à, Vì tâm á, nó là biến hiện khôn lường à, Đương nhiên á, thì nó cũng có cái quy luật Và tâm nào thì tâm Đã là có tâm Thì đều phải tuân theo luật nhân quả Cho nên có tâm nhân và có tâm quả Nghe không? Tâm này gây nhân này thì nó sẽ ra cái tâm quả kia ví dụ tâm chúng ta nghĩ thiện thì ngay sau cái nghĩ thiện đấy nghĩ thiện là nhân thì ngay sau đó sẽ sinh cái tâm quả là cái tâm hoan hỷ nghe không tâm chúng ta nghĩ ác thì ngay sau đó là cái, cái quả khổ của tâm khổ nó sẽ sinh ra chúng ta sẽ bị bị hối hận bị ăn năn Thế cho nên tâm thì đã là tâm á, thì đều cũng theo luật nhân quả hết không có cái gì ra ngoài nhân quả phải hiểu nó là như vậy nhé nhưng còn trong nhà Phật ý, Thì bây giờ để Có thể nói như thế này Để chúng ta là những người mà Phật tử Thì chúng ta hiểu được tâm là sao Tâm nó thật sự Của người phàm phu chúng ta này Nó như là con trâu hoang vậy đấy Cho nên ai muốn hiểu tâm nào Thì hiểu nghĩ về Cái con trâu hoang nó thế nào Con trâu hoang nó phá cày, Phá ách Nó rất là dữ Đó, thế và để điều phục tâm Hiểu được cái tâm nào giống như mình hiểu một cái con trâu ấy. Đấy. Cho nên trong nhà thiền Người ta gọi là chăn trâu à. Người chăn trâu Phải học, phải tìm hiểu Cái con trâu này, biết tính, biết nết Của nó, cho nên ấy, tâm thì Vô vàn chúng sinh Thì có vô vàn cái loại tâm khác nhau Có người nặng Cái này, người nặng cái kia Người nặng về tham dục, người nặng về sân Người nặng về si à. Người nặng bảo thủ chấp trước Nghĩa là chia ra thì nó vô lượng cái kiểu tâm khác nhau nhưng đương nhiên tâm nào thì cũng cũng phải theo nhân và quả gieo nhân nào thì ra cái quả tâm ấy đấy là luật luật chung luật chung của tất cả vạn vật vạn pháp đều theo nhân và quả hết nhân duyên quả thì tâm cũng thế thôi Nghe không? Đấy. thế nhưng chúng ta để hiểu được về tâm thì là cả một quá trình và nếu nói thật hiểu sâu nhất đầy đủ nhất chỉ có đức phật dưới Đức Phật các hàng đại Bồ Tát Cũng chưa phải là người thấu đáo hết về tâm Chỉ có Đức Phật Các Đức Phật Mới thấu hiểu được đầy đủ về tâm mà thôi Chứ không phải dễ mà chúng ta thấu hiểu được Nghe không? Thế thì ở đây Thầy chia, chia sẻ với bạn này à, Một cái bài cũng rất là căn cốt Thôi để về cái việc mà Vì bạn ấy muốn hiểu về tâm Và muốn để tu tâm Thì đây là cái bài căn cốt mà Đức Phật dạy à, Mà bài này là ai? là chính cái ông ông quan bạch cư dị ông hỏi ông thiền sư ô Sào đấy nghe không hỏi thiền sư ô Sào là cái ông thiền sư mà mà ngồi trên cái bụng, cái tọa cụ mà như cái tổ chim mà nó chĩa xuống vực ở trên cái chạc ba của cái cây ấy. nghe không đấy. ông bạch cư dị ông quan bạch cư dị ông hỏi bây giờ xin ngài nói cho tôi cái cốt yếu nhất của phật pháp là cái gì nào? tôi thì Bận biệu quan việc Quan việc chiều rất nhiều Cho nên là không có thời gian nhiều Ông, ông nói ngày nói cốt yếu thôi, thôi. Thì ngày ô xào người nói là Chư ác mà tác Chúng thiện phụ hành Tự tịnh ký Là chư Phật dạy đấy. Thị chư Phật giáo Nghe không? Bỏ hết mọi việc ác Vâng làm các việc lành Đó. Giữ tâm ý thanh tịnh Là lời chư Phật dạy Nghe không? đó thì đấy thầy nghĩ đây là cái rất cơ bản nhé để 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 cho bạn để bạn hiểu về tâm và để hiểu cách tu tâm đó tu tâm là như thế đấy à, tu tập như vậy nhé chứ còn để nắm được gọi là nắm được cái quy luật của nó thì cũng không phải đơn giản thì muốn thế thì phải phải hiểu chứ còn mình đọc mình biết đi nhưng mà mình không thực hành thì mình cũng không bao giờ không bao giờ điều phục được tâm cả cứ coi tâm mình như một con trâu mình đang nuôi một con trâu này một con trâu này, con trâu, này con trâu hoang và thì làm sao chúng ta tiếp hàng ngày phải theo dõi nó mới biết được tập tính của nó ví dụ tâm của mình cái tập tính là hay sân hay tâm của mình tập tính là hay tham dục hay nghĩ về dục nhiều thì mình phải biết đó, mà biết từ đó thì mình gần gũi lân na nó mình biết được cái luật của nó nó thế nào đó, biết cái con trâu này mà dẫn nó mon men đến gần cái ruộng mạ non là thế nào nó ngoặc sang ruộng mạ non thì đừng, đừng dẫn nó đến đấy Nhớ. Đừng dẫn nó, cho nó ăn, ăn dơm khô cho nó biết tay gen nó đấy thế thì phải để hiểu được luật tâm là phải gần gũi với tâm phải làm quen với tâm tức là phải tu tâm thì mới có thể thấu được nó nhé đấy điều tài xin chia sẻ với bạn này như vậy nhé